Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Tối hôm nay vào thời chia sẻ pháp thoại của Sư Ông Bạch Vân, hôm nay Sư Ông sẽ tiếp tục giảng cho chúng ta nghe về đề tài ý thức và cái tuyệt đối. Trong suốt quá trình giảng pháp của Sư Ông, nếu có chỗ nào quý Phật tử chúng ta cảm thấy mình còn vướng mắc, chưa được thông suốt, chúng ta có thể gửi toàn bộ những thắc mắc của mình trực tiếp về trên kênh Facebook mà các bạn đang theo dõi, cũng như kênh YouTube Con Đường Kiến Tính. Và nếu quý Phật tử cảm thấy mình đã đạt được một phần công phu nào, chúng ta có thể chia sẻ với mọi người đang theo dõi chương trình của Sư Ông, và Sư Ông sẽ giúp cho chúng ta biết được công phu của chúng ta đi đúng hướng hay lạc hướng và điều chỉnh trong công việc tu tập của chúng ta. Vì vậy, trong suốt quá trình theo dõi pháp thoại của Sư Ông, bất cứ quý hành giả chúng ta có một ý kiến nào, chúng ta cứ mạnh dạn trực tiếp và gửi về trên trang Zalo cũng như tin nhắn Facebook, chúng tôi sẽ giúp cho quý hành giả trực tiếp đặt câu hỏi đến Sư Ông, và sau đó Ngài sẽ giải đáp toàn bộ những thắc mắc của quý hành giả. Nam mô A Di Đà Phật. Trước khi vào thời chia sẻ pháp thoại của Ngài, chúng ta cùng với Ngài trì tụng một biến kinh chú Phật Đảnh Tôn Thắng Đà Ra Ni. Đem công đức đó, chúng ta hồi hướng về các cõi Phật mà chúng ta đang hướng đến, cũng như đem công đức đó, chúng ta hồi hướng cho cửu quyền thất tổ, thân bằng quyến thuộc của chúng ta còn đang khổ đau. Và đem công đức đó, chúng ta cầu nguyện cho thế giới chúng ta đang sinh sống được an ổn. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bhagavate Sakvate Sen Lokisa Pradivitita Za Buddha Za Bhagavate Tadisa Tha Murum 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 Siddhara Siddhara Visiddhara Visiddhara Asama Sama Samanta Pavasa Savarana Gati Gaganai Savava Vishidi Avikandadi Men Savatagada Sugada Phara Phakana Amita Bisako Mahamidara Mandara Banam Ahara Ahara Arisendharani Asiddhara Siddhara Gaganai Safava Visidiu Satnisa Vikaza Visidisa Sarara Sami Santonite Saravata Tagada Avalokine Savata Tagada Marte Sattavamanita Bari Burani Nasa Umi Bara Disite Saravata Tagada Kridaza Disana Disite Midari Midari Ma Midari Warirakara Samasana Visidi Saravakama Farana Visidi Radidikati Viri Siddhi Ratina Vara Farari Siddhi Samara Disana Disitem Mani Mani Ma Mani Amani Amani Vimani Vimani Ma Vimani Maddi Maddi Ma Maddi Tatada Buddha Kuti Viresiddhi Virabhuta Buddhi Visidhi Yaya Yaya Visasa Visasa Samara Samara Savara Savara Sarapha Buddha Disana Disite Siddhi Siddhi Wadidi Wadidi Maha Wadidi Wadidi Wadida Gabi Zaza Gabi Vizaza Gabi Vaja Jivala Gabi Wadido Nagate Wadido Nababe Wadiza Sambabe Wadido Wadidina Varidam Wapadi Mama Saridam Sarapata Tapanan Takada Biri Viri Siddhi Sazawa Padimi Sata Sarapakate Viri Siddhi Saravata Tagada Satsame Sama Phà sát sanh ti sa va ta tha ga đà sa ma sa phà ra đi si te sát đi ra bút đi ra bút đi ra vi bút đi ra vi bút đi ra bồ đà ra vi bồ đà ra vi bồ đà ra mô ca ra vi mô ca ra vi mô ca ra si đà ra vi si đà ra vi si đà ra sa man ta ta bi ri mô ca ra sa men đà ra sa mi ri si đi sa ra pha ta ta ga đà sa ma ra ri đà ra đi sa na đi si te Midari maha midara mandara bana disite savam. Mình nghe cái từ ý thức và cái tuyệt đối, thì bây giờ thầy thử nói về cái danh từ đó. Thực sự mấy con thấy cái từ ý thức, trong này có ai nói được cái ý thức là cái gì không? Ý thức là cái gì? Ví dụ như bây giờ mấy tụi con ngồi đây, trước mắt mình có phải là mình đang thấy phải không? Mình đang thấy phải không? Mình đang thấy, nhưng mà mình trong cái tâm của mình không có nói gì cả, trong cái đầu mình không nói gì cả. Nghĩa là mình không có phân tách, hay là mình không có cái, trong cái ý mình, trong cái tâm mình nó không có cái từ nào hết cả. Tức là nó không có niệm gì hết cả, nó không có tưởng hết cả, nhưng mà mình thấy, cái thấy rõ ràng. Phải thế không? Đó, mình cứ coi mình, đó, mình thấy rõ ràng. Như thầy thấy tụi con cũng thấy thầy và thấy tất cả xung quanh. Nhưng mà mình không có nói gì cả, và mình thấy rõ ràng. Nghĩa là nó ván lạng, nó không có là cái gì cả. Nhưng mà mình hãy nói đây là cái biết. Cái biết thật sự nó cũng là cái thấy. Bởi vì nếu mình thấy mà không có cái biết á, thì cái thấy này nó trong cái tâm mình sẽ không biết là cái gì. Cho nên mình có cái biết. Ví dụ bây giờ mình nhắm mắt mình cũng biết, mà mở mắt mình cũng biết. Nghĩa là biết nhưng mà không có biết cái gì. Đại khái là mình bây giờ mình đảo ngược là mình nói không biết. Mình không biết cũng giống như là mình nói tôi không thấy, thì không đúng. Bởi mình thấy mà mình không thể nói là không thấy được. Nhưng mà mình đòi hỏi là ví dụ ai hỏi thấy cái gì á, thì thầy nói trước mặt của thầy là mấy con đang ngồi, hay là có những cái gì xung quanh đó, thầy diễn tả ra. Nhưng mà không phải có diễn tả, không có phải đưa lên những hình tướng hoặc là những cái sự chứng minh rằng cái thấy cái điều đó, thì trong khi thấy thôi. Tức là nó giống như là thấy cái đăng lài vậy. Thấy cái đăng lài thì không phải là cái đối tượng mà để mình thấy. Nhưng mà mình thấy, mình vẫn thấy, nhưng mà mình không có dính dấp gì tới mình ấy cả. Cũng như mình thấy, con mắt mình thấy vậy như không. Nhưng mà mình có hiểu biết là mình đang thấy. Mà mình cũng không nói đang thấy nữa. Nghĩa là trong tâm mình yên lặng mà có cái biết rõ ràng. Như thế đó. Chính cái biết này á, là cái ý. Nếu cái biết này mà mình muốn tìm kiếm một cái gì thì mình lơ láo, mình dòm để mình kiếm một cái gì đó. Hoặc là mình nói là gọi là để ý, tức là thầy dòm từng người. Từng người thầy qua con mắt thầy, nó qua từng người, thầy biết. Nghĩa là mình ý về cái thức đó, ý về cái biết đó. Trong ý biết đó thì mình biết đây là ai, là tên gì hay là không phải tên gì. Nó sanh ra cái tính chắc để thấy được cái mình muốn thấy. Thấy được cái mình muốn thấy. Còn nếu mình không có lại gì thì cái ý nó vẫn vậy. Mà giả tỷ bây giờ mình muốn thấy hay là mình đo đếm mà mình sanh ra cái gì thì cái ý nó cũng vậy. Nó vẫn biết đó. Tự nó không có loạn, nó không có gì cả. Cho nên mình nói cái ý tức là thực sự là ý thức. Cái thức tức là biết. Ý có nghĩa là mình nhóm cái biết lại. Mình nhóm cái biết lại một điểm gì đó, gọi là ý thức. Nếu không có cái gì mà mình nhóm ra ngoài thì mình nhóm ở trong chính nó. Nghĩa là nó tự cái biết chính nó. Tức là gọi là mình ý thức. Hỏi mình có đang ý thức là mình như thế nào không? Nói tôi không có ý thức gì hết cả. Thì thật sự mình biết mình không có ý thức gì hết cả. Và nói tôi đang ý thức, coi thử tôi ngồi đây mà cái hơi thở tôi có điều không? Hoặc là tôi ý thức về cái gì đó. Tôi ngồi đây vậy thì tôi ý thức thử xung quanh có chuyện gì không? Tức là mình nhóm, mình cái thức của mình bị nhóm lại, bị tập trung lại. Nhờ cái diễn tả này mình mới thấy được cái vô hình. Chứ cái vô hình đó không thể thấy được. Nhưng mà mình diễn tả ra mình thấy. Bởi vì mình nhớ lại nó, hồi chiều này mình đi qua con đường đó mình có thấy cái gì không? Nó tôi không có ý thức. Tôi không ý thức chuyện gì hết. Hoặc là nó có, tôi có ý thức tôi thấy có một người đứng chỗ đó mà không biết người ta làm gì. Nghĩa là mình thấy, tức là mình ý thức về cái biết của mình đã thấy. Đó. Cho nên dùng cái ý, tức là cũng như mình nhóm lại trong cái thấy đó. Còn mình không để ý, tức là mình không thấy. Mà dù mình không thấy thì cái thức mình cũng để đó. Nếu mình nhớ lại thì mình biết là mình có thấy. Nhưng mà mình không có một sự cố gắng để mà thấy. Tức là nó tôi không có để ý gì cả. Nhưng mà mình nhớ lại dường như mình có thấy. Có thấy cái đó. Cũng như ví dụ như thầy đi dưới kia, thầy thấy. Thầy thường hay ý thức đi tới đâu, mình ý thức, mình dòm dõ, mình coi, mình quan sát đó, mình ý thức. Thì thầy thấy có mấy cái cục đó đỏ, mấy cái con đội đó, bỏ sót cái dưới đó. Đó. Để đó. Rồi hỏi thầy đi, thầy có thấy gì nó thấy ai bỏ mấy con đội đó mà không có đem lên. Nên là mình ý thức đó, mình biết, mình dòm, mình thấy. Còn nhiều khi mình có khi mình thấy mà mình không có ý thức đó, thì tự nhiên mình giống như mình không thấy. Nhưng mà mình nhớ lại thì mình có thấy, nó có, tôi cũng có ý thức cái đó. Cho nên mình coi cái từ ý thức nó là cái vô hình, nhưng mà mình có thể tự diễn tả được. Chính cái ý thức này á, mà mình không phân chia, mình không có định vị nó, mình không có bất cứ một cái gì cả. Nó rõ ràng như vậy đó. Và mình vượt qua nó giống như là mình không còn biết vậy cả. Nhưng mà trong đó mình sáng, mình tỉnh sáng. Đó. Thật sự là nói những cái này là nói giống như mình tự nói thôi, chứ rất khó chứng minh, rất khó thấy. Đó. Cho nên là ý thức, cái tuyệt đối là cái không còn có thể nói, không còn có thể ngôn ngữ nữa, không còn cái gì cả. Ví dụ như bây giờ nói thầy có ý thức thầy ngồi như thế nào không? Thật sự là mình chú ý thấy, nhưng mà thầy thường thầy không cần dùng cái đó, không có ý thức. Thầy cũng biết cái cách thầy ngồi, thầy cũng biết ở dưới chân của thầy, nó để cái chân ở đâu. Ví dụ nó để cái chân ở trên cái chân ghế, rồi cái ngón chân, cái bàn chân nữa mình biết. Nghĩa là cái thức mình ở toàn thân cho nên biết cái đó. Mình tập trung vào một cái tính chất tí ti thôi, chứ không phải là mình dòm ngó tìm kiếm thì mình biết rồi đó. Cho nên cái thức mình ở đó. Thế mình có ý chỗ nào thì cái thức ở cho nó, mà cái thức thì nó không, thật sự nó không đến không đi ở đâu ấy cả, nhưng mà hiện mình chú ý chỗ nào thì cái thức mình ở đó. Thật sự cái thức là nói về cái tướng, chứ chính đó là cái tâm. Cũng như giống như bây giờ mình, người ta nói ví dụ như bây giờ mình ở trên đầu mình có ngứa hay có gì đó, mình đưa tay lên mình gãi này kia đó. Nhưng mà mình không có ý thức, có tự nhiên mình đưa tay mình phủi mình gãi, mình cũng không có ý thức. Nhưng mà cái gì mà nó đưa lên đưa xuống như thế này, mình đừng có tìm ra cái gì hết cả, nhưng mà mình thấy cái đó. Mình thấy không phải là cái tay đưa lên, cái tay đưa xuống. Nhưng mà cái thấy của mình đó, nó không có đo đếm, nó không có đếm, nó không có nói đây là cái tay, nó không có nói là đưa lên hay đưa xuống. Nhưng mà có thể ở đây mình thấy tất cả mà nó không có nói. Nhưng mà mình nói họ có biết không thì nó tôi biết tôi đang đưa tay lên đưa tay xuống. Cái biết với cái thấy đó nhiều khi nó lẫn lộn nhau. Nhưng mà cái biết mình nhắm mắt mình cũng biết mình đừng làm gì, nhưng mà không thấy rõ ràng. Còn cái thấy thì mình thấy khi mình mở mắt mình cũng thấy khi nhắm mắt. Nhắm mắt thì mình thấy tối, mở mắt thì mình thấy sáng. Nhưng mà thật sự đó là cái tính biết của mình thôi, chứ không phải mình không. Còn cái tối sáng đó, thật sự nếu mình nói thì nó mới có, còn không nói thì nó không có. Tức là mình nói, tức là mình có đưa cái ý vào cái vật thể để mình định nó là cái gì, mình coi kỹ là cái gì đó. Bởi vì cái này là những cái học về cái này đó, thực sự nếu mà nói theo tất cả cái môn học, nó là cái môn mà khó học nhất. Không phải là mình học không được, mà bây giờ bất cứ người nào cũng học không được. Rất là khó, rất là khó. Nhưng mà khi mình biết rồi thì thật sự coi như mình biết rồi thì mình thấy tất cả người ta không biết. Tất cả người ta có đó mà người ta không biết đó. Cho nên rất lạ lùng. Cho nên mình thấy cái mà không thể thấy, mình biết cái không thể biết, thì cái ánh sáng mình nó không có mù mờ nữa. Và mình biết như vậy đó, chẳng bao lâu đó thì tất cả cái tâm mình nó không có vọng tưởng nữa. Bởi vì ở trong cái biết đó nó không thể có một cái vọng tưởng gì mà sinh ra hết cả. Nga có cái từ niệm hay là vô niệm mình cũng không cần thiết nữa. Nó không là gì hết cả. Cho nên mình ở trong cái không á, trên không á, thì nghĩa là cái tâm mình nó không có gì, nhưng mà mình ý thức về cái không trên không, chứ không phải là mình tìm ra một cái gì đó thì tự nhiên mình biết. Cho nên cái điều này kêu bằng nó thật sự chứ. Có thể nói nếu mình biết cái đó, mình di chuyển hay là mình đứng đó quỷ thần cũng không thấy được. Mình có khởi tâm, khởi niệm thì họ mới thấy được, không thấy được. Cho nên do vậy cái người đó đứng trước mình cũng không thấy. Mà nếu mình có cái đó, mình đứng trước người cũng không thấy. Họ không biết gì cả. Với trong tâm mình đâu có chuyện gì mà để biết đâu. Họ chỉ thấy cái tướng mình đó. Rồi nếu mình khởi ra một cái gì trong tâm đó, mình khởi cái gì mình như mình bất mãn về cái người đó, hoặc là mình quý trọng người đó, thì cái hình ảnh nếu mà nó hơi lộ ra đó, thì cái người đối diện đó họ biết, quỷ thần họ biết. Nhưng mà còn người mà sơ ý hoặc là người mà họ không tinh tế thì họ không biết. Bởi vì có khi mình nghĩ ra nhưng mà nét mặt mình nó không thay đổi, mình không có động chạm gì cả. Cho nên cứ biết mình ở đó. Cũng như không động chạm, không nghĩ ngợi, không có gì mà mình cũng vẫn đưa cái tay lên, đưa tay xuống được. Cái động của mình đó, nó là rất là tinh tế, mình vẫn có thể đưa được. Rồi mình không có lắng nghe gì hết cả, nhưng mà mình vẫn nghe cái tiếng âm thanh bên ngoài. Cái tiếng con chuột kêu, cái động của con chuột chạy, hoặc là một cái tiếng xa xa của luồng gió phía bên ngoài, mình đều nên mình biết hết. Cho nên thật sự cái đó là nó cũng qua cái nhĩ căn của mình. Nhưng mà mình biết rằng thật sự mình không có động, không có đến, không có đi, không có sanh, không có diệt hết cả. Thì nó cũng giống như cái thấy, bởi vì cái chức năng của cái tai là nếu nó phản ứng một cái gì vô thì nó biết, cái đó gọi là nghe. Nó phản ứng vô con mắt mình thì mình gọi là thấy. Một mùi hương nó bay qua cái mũi mình mình có cái xúc giác của mùi hương thì mình gọi là hửi. Người trong miệng của mình nó ngọt, nó lạc, mình biết cái vị của nó. Rồi cái thân của mình đã ngồi đây không có gì thì mình nó không thấy xúc rõ ràng. Nhưng mà nếu mình có đụng đậy, có ngứa, có gì đó thì mình biết cái cảm giác đó. Bởi vì nếu mình biết những cái đó nó hiện hữu như thế nào, nó đang như thế nào đó, trong cái thời gian mà mình biết hoặc là mình muốn biết đó, thì những cái khác không sanh, cái niệm khác không sanh. Nếu mình biết cái đó rồi thì nó không còn sanh nữa. Dù mình biết mình không thể diễn tả, mình không nói gì được, nhưng mà nó không còn sanh được. Cho nên mình phải biết cái thức mình ở đâu. Cái thức mình khi nó khởi lên, mình không biết nó thì nó là cái thức. Còn nếu mình biết rồi thì nó là cái tâm. Cho nên khi thấy biết thì nói năng ngay thẳng. Thấy biết điều há chẳng phải tâm. Ngay tâm thấy biết không lầm. Giờ đây thấy biết nơi tâm rõ ràng. Khi mà thấy biết rồi thì từ phàm đổi thành thánh. Vì thấy biết thánh nhân nói đó. Ngay cảnh kia nào có thị phi. Tức là mình thấy biết nhưng mà nó không có niệm, mình cũng không có phê phán, không nói, không ghi lại và không có cái gì cả. Cho nên tất cả nó kỳ diệu lại ở chỗ đó. Ngay cảnh kia nào có thị phi, tánh chân ta độ ngộ thì. Tức là mình ngộ tánh. Không đạo không lý thổi phưa, thị phi thói thường. Tâm đạo tánh chân giấu kín hoài, không đầu không cuối mấy ai hay. Ứng duyên quá vật tùy thời hiện, phương tiện kêu tên trí huệ này. Đó. Cho nên tất cả những cái đó là những cái câu đó thật sự nếu mà mình muốn tìm nghĩa mình hiểu thì không giải thích gì được hết cả. Cho nên mình học cái mà không thể hiểu được. Mình học cái mà thật sự muốn biết cũng không thể biết được. Nói biết, tuy biết vậy chứ mà thật sự không có cái gì để biết hết cả, không có gì để hiểu hết cả. Rồi tự nhiên con người của mình nhưng mà nói mà không có cái không biết thì nó không có không biết. Không có gì để không biết, cũng không có gì để mà biết. Bởi vì có cái gì đó thì mình mới không biết. Còn mình nói tôi không biết, thật sự cái không biết thì đâu có cần nói không biết đâu. Nói như thế thôi. Nhưng mà nó mang một cái tính chất gì u ám, nó hơi không rõ ràng bên trong. Thì mình nói cái gì đó ở trong đầu mình nói tôi không biết. Còn mình nói tôi biết, tức là mình nói rằng mình hiểu cái đó rồi, người đó là tên gì hay cái gì đó mình biết, cái đã biết rồi. Còn nếu mà cái mà mình chưa biết đó thì nó không có tư tưởng, không sanh, không diệt hay cả. Cho nên cái biết với cái thấy đó thực sự gần như một. Nhưng mà cái thấy thì nó có cái ánh sáng bên ngoài thì cái tướng nó rõ ràng hơn. Còn không có ánh sáng thì cái tâm tối đó. Nếu mình nhắm mắt vậy, thật sự mình cũng thấy mường mường như một cái gì đó. Cũng có những hình dáng, nhưng mà hình dáng giống như mình đi trong đêm tối mà mình thấy cây cối sự vật, mình thấy mờ mờ. Đó. Cho nên khi mà mình xác định đó thì cái tâm mình nó sẽ phục hồi trở lại. Còn nếu mình không xác định được mà ở trong cái không biết của mình đó, trong lúc đó như bây giờ đó, mấy con như bây giờ đó thì cái tâm nó không có vọng tưởng gì cả. Nó nhắm, nó muốn nghe, nó muốn rõ ràng hơn. Nó có một cái muốn âm thầm nhẹ nhàng đó. Nhưng mà cái tâm bây giờ nó cũng không có vọng tưởng. Nó không phải vọng tưởng. Cho nên chính trong khoảnh khắc đó là nó không vọng tưởng hay là nó gì đó thì mình gọi là mình thiền. Mà thiền này là thiền quả, đi vào cái quả chứ không phải là cái nhân thiền, không phải là mình tập luyện. Bởi vì mình thấy, khi mình thấy đâu thì nó trở thành quả ở đó. Còn cái tập luyện đó thì cái mình tập luyện tư thế thôi. Ví dụ ngồi quán tưởng hay là đề mục hay này kia đó, là mình tạo ra để mình quán tưởng. Ví dụ quán đất, nước, gió, lửa, không thức, hay là quán hơi thở, quán ngủ ấm gì đó, thì mình quán là mình, khi mình quán đó là mình tạo ra cái tưởng, hoặc là mình tạo ra một cái gì để mình thấy nó. Nhưng mà nếu mình thấy cái mình tạo ra đó thì mình biết cái gì đầu tiên để tạo ra đó. Nếu mình tạo ra một cái tướng trạng, một cái gì đó thì cái đó không phải là mình. Ví dụ như bây giờ mình nghĩ ra một người nào đó, nếu có cái ý nghĩ đó thì cái ý nghĩ đó không phải là mình. Nhưng mà cái mà mình gọi là mình muốn nghĩ hay mình khởi ra nghĩ đó, cái đó thì nó gần gũi với cái chủ thể, với cái ta, với cái nguyên lý của tự tánh. Rồi trước cái đó thì mình không thể nói cái gì cả. Mình muốn nói mình cũng đặt tên cũng không được, không có tên để mà đặt. Mà mình muốn nói đó thì nhiều khi mình không biết nói cái gì, nhưng mà mình có thể thấy, có thể biết. Cho nên thầy đọc lại cái bài tâm để mấy con nghe. Phật không thể thấy. Không thể thấy không phải là mình không thấy. Mình thấy nhưng mà nó không, coi như không thấy. Tâm không thể thuyết. Khi tâm sanh ấy tức Phật sanh, bằng Phật diệt ấy lúc tâm diệt. Diệt tâm còn Phật chuyện không đâu, diệt Phật còn tâm bao giờ hết. Muốn biết tâm Phật tâm diệt sanh. Nếu muốn biết tâm Phật tâm diệt sanh, hãy chờ Di Lạc sao sẽ thuyết. Xưa không tâm, nay không Phật. Phẩm thánh như điện Phật. Phẩm thánh trời người như điện Phật. Tâm thể, cái tâm thể là cái tâm thật, cái tâm mà nó không có ngôn ngữ. Tâm thể không thị cũng không phi. Phật tánh chẳng hư cũng chẳng thực. Bây giờ mình chỉ biết cái không tên là bỗng dưng móng, bỗng dưng chặn ở trong tâm mình. Na lại xưa qua luống lẳng quẳng, há chỉ chôn vùi nếp tổ tâm, lại khiến yêu ma vào nhà lòng. Muốn cầu tâm ngoài chớ tầm, bản thể như nhiên tính không tịch, niết bàn sanh tử buộc rằng xuông, phiền não bồ đề hư giả nghịch. Tâm tức Phật, Phật tức tâm, linh diệu kim cổ thông. Còn một đoạn nữa thầy hơi quên, bởi vì nó là lâu dữ lắm rồi đó. Cho nên tất cả những cái văn kiện thiền đó mình đọc, mình nghe, mình, nhưng mà nếu mà nói mình hiểu á, thì cái hiểu đó lần lần nó cũng bay biến mất. Bởi vì hiểu nó rất mơ hồ, không là dễ cả. Nhưng mà lần lần cái không thể hiểu được, không thể biết được, mà mình thấy nó như là một có thực. Bởi vì nó khác với cái chỗ không có bây giờ. Ví dụ bây giờ mình không có hiểu gì cả, mình không biết gì cả, mà nghe nói nó cũng, mà chỉ nghe cái âm thanh nó loáng thoáng thôi, chứ không biết thầy nói cái gì. Và trong tâm mình không hiểu cái gì. Nhưng mà mình đừng có nghĩ mình không hiểu. Thì chính trong cái không hiểu là mình hiểu. Cái không biết đó là cái biết. Đó. Cho nên mình thầy muốn là, bởi vì sao? Bởi vì cái môn học này á, nếu mà nó thẳng ra đó, cái cốt lõi của nó đó không phải là con người không biết, mà quỷ thần cũng không biết nữa, cho đến chư thiên cũng không biết nữa. Bởi vì nó không phải thiền. Ví dụ như bây giờ chư thiền mà thiền bình thường thì dĩ nhiên là nó dễ rồi. Tu định hay là tu, nghĩa là nó điều khiển cái gì đó, mình định tâm hay là tịnh hay là bất tịnh rồi, thì cái đó trạng thái nó quá rõ, quá thô rồi. Nhưng mà vào sơ thiền á, thì niệm trú, thì biết rằng cái niệm trú, nhưng mà không phải là biết cái vô niệm. Như nhị thiền thì mình biết là tức trú, tam thiền thì mình biết là mạch trú. Đó. Tứ thiền thì mình biết là tất cả xả định, thanh tịnh, hay là nghĩa là nó có cái nấc tâm, tức là nó có một trạng thái. Còn cái mà như mình học đây, mình nói đây, thì tất cả thiền đó cũng không biết được đó. Cho nên nó đi thẳng vào cái gọi là cái chân lý, cái thực tại, cái bản tâm. Mà đó không phải là cái không có gì, nó ở trước mắt mình đó. Cho nên qua cái bài này là cái bài mà thầy thấy nó gọn gàng nhất đó. Ông này ông nói vào ngày 20 tháng 11 năm 1980. Mà cái bài này nó gồm có, nó chia làm hai, nhưng mà thực sự nó chỉ có chừng 30 hàng. 30 hàng ở trong cái này thôi. Nó chỉ có một chút xíu vậy thôi. Nhưng mà nếu góp hết thì nó chừng một tà sách này thôi, một trương thôi, chứ không phải một tà trương này thôi. Nhưng mà nó hàm xúc, nó đủ hết cả. Đây thầy đọc cho con nghe. Thật sự cái này á, nếu mà ai thích cái căn cũng như là cái gốc, cội gốc của cái từ này, để mà mình suy gẫm, để mình học hỏi, để mình quán chiếu, để mình vỡ ra đó, thì có thể nhiều khi có máy mình thâu lại cũng được. Mà ra cái nguyên lý có thể tự hiểu, tự biết chính nó thì ở ngay trong cơ thể. Cái nguyên lý mà mình nó tự biết, bởi vì không phải ở ngoài, nó ở trong cơ thể mình. Cái nguyên lý có thể tự biết chính nó thì ở ngay trong cơ thể. Nó có đó trong con côn trùng đang bò, vì theo bản năng con côn trùng tự biết chính mình. Cái này mình cũng khó hiểu, bởi vì nó thấy một con côn trùng khác, nó biết là không phải, nhưng mà cái biết đó câm lặng. Cũng như hồi thầy nói chuyện với con rắn đó, thầy nói con có tánh biết, thầy cũng có tánh biết, cho nên con biết thầy và con biết cái con chó đó, con chó nó đứng gần bên, như con chó nó đến thì con trốn nó, con thuộc vô, mà con chó nó đi thì ra ngoài. Tức là con không nói cái đó, con không diễn dịch, nhưng mà con biết, con cảm biết, nó tạo thành như một phản ứng ở bên ngoài, nhưng mà kỳ thật mình biết. Mình nói cái gì nó cảm thấy nó biết, nhưng mà nó không nói là nó biết cái gì. Cho nên cái biết đó nó không cần diễn dịch. Cũng như mình gặp một cái gì đó mình biết, nó chưa có ngôn ngữ mình cũng biết nữa đó. Cho nên cái nguyên lý có thể tự biết chính nó thì ở ngay trong cơ thể. Nó có đó trong con côn trùng đang bò, vì theo bản năng con côn trùng tự biết chính nó. Mỗi con vật nó cũng tự biết, mà nó không biết cái biết thôi. Cái vì nó biết, tức là nó biết cái nhu cầu, nhu yếu, cái tính chất, nó trở thành cái gọi là mình gọi như giống như bản năng. Nó chạy, nó nhảy rồi nó thấy, nó biết hết. Nhưng mà nó không có biết là cái gì thôi, và nó cũng không nói lên cái gì cả. Cho nên chứ nó không thể không biết. Ví dụ bây giờ mình cho nó uống thuốc mê hay gì đó thì nó nằm im thôi, thì cái biết nó thuộc về cái thức, nó đi vào cái cõi khác rồi. Nhưng mà có thể nó vẫn có cái biết đó. Nghe thuyết giảng của ta, các ông sẽ được chuyển hóa trở lại trong trạng thái nguyên thủy. Cái trạng thái không nguyên thủy là cái trạng thái mình bài đặt. Cái trạng thái đó nó theo cái thời gian, nó tập thành tánh, thành tâm, thành cái thói quen, thành này kia đó. Thành cái trạng thái đó như là một thói quen. Còn cái trạng thái nguyên thủy này thì không phải là thói quen, nhưng mà nó ở trong tất cả thời, nó ở trong tất cả cái điểm của mình đó. Điểm động hay là điểm dừng. Ví dụ bây giờ mình nói hay không nói, nhưng mà mình có thể cũng có thể đưa cái tay lên, mình có thể chạm vào một cái gì đó, mình có thể làm theo. Ví dụ thầy hoàn toàn tâm tâm, thầy không nghĩ, không nhớ, nhưng mà cái gì nó làm như thế này. Mình đừng hỏi nó ở đâu, mình đừng có nói nó là cái gì hay này kia. Tự nhiên mình biết có một cái gì đó. Bởi vì sao? Bởi vì mình chạm. Bây giờ mình không thì mình biết nó không, mình đụng thì biết nó đụng. Cho đến hai cái răng mình muốn chạm nhau thì tự nhiên nó chạm nhau. Mình không chạm nhau thì nó không chạm nhau. Mình không có cần khởi ra cái muốn hay không muốn gì cả. cho đến khi mà thầy trì chú đó, tất cả âm thanh từng điểm từng múa. Ví dụ Nam Mô A Ra Đắc Na Ra Dạ Dạ, ví dụ vậy đó. Nhưng mà từng âm mình trì chậm để đi, mình mở ra cho nó chậm lại. Từng âm mình thấy rõ ràng. Rồi khoảng giữa đó mình cũng thấy rõ ràng. Rồi cái từ khoảng này mình khởi, ví dụ như bây giờ Nam mình để đó. Rồi nếu mình đọc lên tiếng Mô thì sao? Mình muốn không muốn nhưng mà nó ở trong cái không, tự nhiên nó phát lên Mô. Chứ không phải là mình muốn mình mới đọc được, không muốn mình cũng đọc được. Không muốn từ mình cũng đọc được, mà cái gì mình đọc. Cũng như bây giờ hai cái tay thầy như thế này, thầy để hai cái tay. Nhưng mà ví dụ như bây giờ thầy nắm lại, thầy mở ra. Thật sự nó đâu có ý đâu, đâu có thức, đâu có gì đâu. Thì cái gì đây? Cho nên mình có đòi hỏi là cái đó ở đâu? Mình không có đòi hỏi, mình không có chứng minh, không gì hết. Tự nhiên mình thấy thôi. Mình thấy cái chỗ. Nghĩa là mình thấy nó bằng như cái không thấy. Vì thế cho nên nói cái người kiến tánh, quỷ thần cũng khó biết. Nếu mà người ta ở, ta tập trung trong cái trạng thái đó, ở trong trạng thái đó. Còn khi mình sanh phiền não thì ai cũng biết ấy. Người phàm cũng biết, mà người kêu bằng ma quỷ cũng biết. Bởi nó thấy cái sự phát sanh. Nó thấy cái tứ đại, nghĩa là phóng chiếu ra bên ngoài. Còn cái không dễ, chính mình cũng không biết mình nữa. Nó không có sanh ra cái biết hay cái gì cả. Bởi vì chính nó là cái biết rồi. Đó. Cho nên ví dụ bây giờ mình cầm, mình lấy một vật hay là mình cầm cái gì đó này kia đó. Mình cầm hay là mình thả xuống hay là này kia đó. Tự nhiên mình vẫn nói, con mắt mình vẫn nhìn, tay mình vẫn nghe, nhưng mà cái tay mình vẫn làm gì đó. Đó, nó có một cái rất là lạ. Thầy hồi xưa thầy không biết, thầy suy gẫm hoài, thầy nói tại sao lại như vậy? Tại sao mình đâu có gì mà tự nhiên cái âm thanh đó mình đã nghe, còn mình lại thấy. Mà nếu mình ý thức rõ ràng, mình nhắm mắt thì mình cũng nghe, mình cũng thấy. Thì cái của nghĩa là mình có cái cơ quan để mà nó động chạm. Nhưng mà cái biết về cái động chạm đó thì từ đâu nó biết? Nếu mình làm một người gỗ thì người gỗ đó không biết được. Còn ví dụ như bây giờ mình làm một con robot thì bởi vì mình đã đặt một cái tính chất phản ứng trong rồi, một cái bộ cảm ứng trong đó rồi, thì con robot nó biết theo như cái mình đã lập trình, giống như ở trong cái phần mềm của máy, của con chip vậy đó. Nó đã gài, nó đã biết rồi. Thì cái biết đó là mình tự nghĩ ra, mình làm sau đó cho nó có cái cảm ứng đó thôi. Còn con người mình á thì nó cũng vậy. Cho nên biết về cái biết, tức là biết về cái mình biết cái gì đó thì nó rất dễ. Biết về cái không biết nó cũng rất dễ. Biết về biết cái biết á, thì một lúc nào mình cũng biết nó. Nghĩa là biết trong cái biết cũng biết nó. Nhưng mà cuối cùng mình không có cái biết hay là không có cái không biết. Nhưng mà mình vẫn thấy, vẫn nghe, vẫn hay, vẫn nói. Nó lại vậy đó. Thành nó rất lạ. Nếu mình thiền quán, mình gọi là thiền quán, tức là mình tập trung để mình coi thử cái đó, mình tìm hiểu cái đó, thì thực sự mình không thể nghĩ, bởi vì mình nghĩ cái gì ra là mình thấy nó nghĩ, tức là mình bắt đầu mình thấy tư tưởng. Còn mình không nghĩ cái gì cả. Nhưng mà mình tuy không nghĩ nhưng mà mình cũng dò, mình biết này kia. Thì cái thiền này nó tế nhị gấp trăm, gấp ngàn lần cái mà mình hít thở hay là cái mình dòm ngó, mình quán tưởng những vật có. Bây giờ mình quán tưởng cái không có, không có cái gì cả. Cho nên cái không bằng như cái quán, mà cái quán cùng với cái không nó thành ra cái biết. Cho nên trong lúc đó không thể có vọng niệm được. Không thể có cái có gọi là tri vọng hay không tri vọng. Chính mình cũng không có tri. Lúc đó mình cũng không có tri. Nó tuyệt đối đến mức đó. Cho nên tâm với thức nó gần như lấp lánh, giống như là cái nước và cái sự ánh sáng của nước. Nó giống như cái ánh sáng của một cái mặt kiếng hay một gương mà để dưới mặt trời, nó phát ra cái lấp lánh. Hai cái đó nó khó phân biệt, nó chỉ là một mà thôi. Để cho nên ở đây nói, nghe thuyết giảng của ta các công sẽ được chuyển hóa trở lại trong trạng thái nguyên thủy. Chính cái chỗ đó là cái chỗ không sanh, không diệt, không có luân hồi, không có tái sanh. Ở trong hoàn hảo cái đó lấy gì mà tái sanh? Bởi vì mình muốn đi ra ngoài kia thì mình bước dời cái chân mình đi. Mình có một cái gì ở đó nó mới có sự phản xạ, phản ứng thì mình bước sanh ra cái muốn. Bởi vì mình không biết cái muốn chứ nó chỉ là sự phản ứng thôi. Về vật chất hay là về tâm. Cũng như cái tay mình nó mỏi thì nó co lại, hoặc là nó duỗi ra, hoặc là bất cứ cái gì có hành nó sinh ra thức. Tức là nó sanh ra như là cái biết, nhưng mà cái biết đó tự nhiên nó lặng lẽ. Rồi mình truy ra, mình đặt tay, đặt vô thì nó mới thành ra cái thức biết. Chứ còn nếu mà cần thiết thì tự nhiên cái chân mình nó đứng dậy, nó đi vô ở trong phòng tắm. Nó không cần biết hay không biết mà nó cũng đi đến đó. Chứ nó không thì đi lên cái chỗ thờ Phật. Mà nó đi vô trong toilet. Rồi mình nói mình muốn thì nó rất vô lý. Mình không có muốn vậy cả. Hễ mình biết vậy, cũng như trẻ nít nó biết, nó làm gì đó. Nhưng mà ví dụ con chó, con mèo thì nó không biết. Con chó nó muốn đái, nó đái. Nó tự nhiên nó phản xạ. Nó không biết. Có khi nó không biết, nó không đái. Như vậy đó. Nó không biết gì hết cả. Cho nên cái biết nó biết, nhưng mà nó không sanh ra cái rõ ràng như thế. Còn mình thì mình biết cái đó, cho nên mình mới đắc đạo được. Mình mới thoát ly cái sanh tử được. Bởi vì trong đó nó không có sanh, nó không có diệt. Cái sanh diệt của nguyên lý nó còn không sanh không diệt. Thì làm sao mà nó tạo ra một cái lực thu rút. Lúc đó mình không có nhiễm gì cả, mà mình cũng có tịnh vậy. Không nhiễm, không tịnh. Cho nên cái điều đó, mình học cái điều đó thật sự là học cái vô học. Chứ không phải là học cái có học, học cái vô học. Hữu học và vô học. Mình học cái đó là nếu mình biết rồi thì mình đạt được cái vô học. Nếu ít thì mình ngon với những cái bậc chứng đạo sâu xa nhất. Còn nếu nhiều mình đi thẳng vào cái bản tâm. Tất cả cái thời gian đó, tất cả nó hơn cái sám hối rất nhiều. Bởi vì cái tự tính sám hối là mình quán vào cái tội lỗi vốn là không. Tội từ tâm khởi, từ tâm sám. Tâm được tịnh rồi tội liền tiêu đó. Tội tiêu tâm tịnh thải điều không, thế mới thật là chân sám hối. Mà cái đó thì nó còn vượt cả cái không và cái có. Mình làm sao mình thấy tội, thấy phước, mình làm sao mình thấy cái gì. Bởi nó không sanh ra cái thấy. Nó không sanh ra cái thấy. Cho nên cái tội là nó có cái có thì nó mới sanh ra cái nghĩ, cái thấy. Cho nên quán là tội tướng vốn không. Cho nên nhân tùng vô tương trung thụ sinh, do như quyển, do như hình tượng, quyển nhân tâm thức bản lai vô, tự phúc lai không vô sở trụ. Thân thụ sinh từ trong vô tướng, dối giá như mọi bóng minh hình, người tâm thức quyển vẫn là không, tự phúc điều không, không sở trụ. Khởi chư thiện pháp bản thị quyển, tạo chư ác nghiệp diệt thị quyển. Thân như tụ mạc, tâm như phong, quyển xuất không can không thực tánh. Khởi mọi pháp lành vốn quyển không, gây bao ác nghiệp quyển tương đồng. Thân như đống bụi, tâm như gió, quyển xuất không can thực tính không. Giả tá tứ đại dĩ vi thân, tâm bản vô sinh nhân cảnh hữu. Tiên cánh diệt vô, thân tâm diệt vô, tội phúc như quyển khởi diệt diệt. Tức là gá nhờ bốn đại gọi là thân. Tâm vốn không sinh, đó cái chỗ mà nói nãy là cái chỗ không sinh. Tâm vốn không sinh bởi cảnh trần. Nếu cảnh trước nếu không, cảnh trước mà mình không ý nghĩ, không khái niệm, không gì, cảnh trước nếu không thì tâm nào có. Tội phúc chiêm bao khởi lại tăng. Quán thân vô thực thì Phật thân, quán tâm như quyển thì Phật quyển. Liễu đắc thân tâm bản tính không, tư nhân giữ Phật hà thù biệt. Tức là thấy thân không phải là Phật thân, biết tâm như quyển là Phật quyển. Nếu biết thân tâm bản tính không, người đó với Phật nào sai khác. Bởi vì Phật bất kiến thân tri thì Phật, nhược thật hữu tri biệt vô Phật. Trí giải năng tri tự tính không, thẳng nhiên bất bố sanh tử. Phật chẳng thấy biết mình là Phật, Phật cũng không có ý nghĩ. Thật sự Phật cũng không có cái biết nữa. Phật chẳng thấy biết mình là Phật, nếu thực hay có thì Phật khất rồi. Trí giả năng biết tự tính không, nào sợ, thẳng nhiên nào sợ nơi sanh tử. Nhất thiết chúng sanh tánh trong lành, xưa nay không diệt cũng không sanh. Thân tâm này quyển sanh mà có, trong quyển hóa tự phúc điều thanh. Tức là tất cả chúng sanh tánh trong lành, xưa nay không diệt cũng không sanh. Thân tâm này quyển sanh mà có, trong quyển hóa tự phúc điều thanh. Đó là 7 bài kệ của 7 vị Phật. Vì bài kệ thứ nhất của Tỳ Bà Thi, tới Thi Khí, tới Tỳ Xá Phù, tới Câu Lưu Tôn, tới Câu Na Hàm, tới Ca Diếp Ba, tới Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Quá Khứ Tỳ Bà Thi Phật, Nam mô Thi Khí Phật, Nam mô Tỳ Xá Phù Phật, Nam mô Câu Lưu Tôn Phật, Nam mô Câu Na Hàm Mâu Ni Phật, Nam mô Ca Diếp Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Là 7 vị Phật. 7 vị Phật nói ra 7 bài kệ đó. Nó trong một đêm á, thầy ở trên cao nguyên, thầy nằm thì tụng cái đó. Trong một đêm nó thuộc, nó chẳng những nó thuộc 7 bài kệ đó mà nó còn thuộc 33 bài kệ của truyền pháp, từ Ca Diếp cho đến Huệ Năng. Từ Phật truyền cho Ca Diếp, có truyền cho tới A Nan, cho Thương Na Hòa Tu, Ba Cúc Đa vân vân. Cho nên đến ngày Huệ Khả rồi Huệ Năng, thầy thuộc hết, đọc hết, mà nằm cứ lẩm nhẩm đọc hoài. Đêm đó nó có mộng lành, sáng ngày nó thay đổi toàn bộ. Chuyện đó chính thầy cũng không tin nữa. Cho nên khi nó thay đổi rồi mình thì tự nhiên mình cảm thấy mình thấy lạ, mình thấy biết cái chỗ đó. Cho nên tự nhiên cái quan điểm về cái bản ngã nó đâu mất. Nó không cảm giác là mình có thân. Cho nên gọi là thân kiến. Mà mình cũng không có thể nghĩ là cái này, cái sự cái nhân dạng, cái tồn tại này là cái thân. Mình không có cái thức đó được, khó có lắm. Có thể mình có một cái tập quán nào đó, nó còn chút. Nhưng mà cái sự quyết định tà kiến là thân không có. Và mình hoàn toàn mình không có nghi, trong đó không có nghi vậy cả. Tìm cái nghi không có. Và mình không còn muốn trở thành cái gì nữa ấy cả. Đó chính là cái tâm dự lưu rồi. Cái tâm dự lưu là cái tâm có cái trạng thái. Thì khi mình có cái tâm đó thì mình biết, mình tự biết thôi. Chứ không cần ai chứng minh nữa này kia cho mình ấy cả. Mà khi mình thấy mình biết như vậy đó, dù 1 năm sau cũng không khác được. 10 năm sau cũng không khác được. Dù 30 năm cũng không khác được. Nó không thay đổi nữa, nó không thêm bớt gì nữa cả. Và lần nó biến, cũng giống như nó tiêu nghiệp gì. Lần lần tất cả mọi cái nó tự tan vỡ ra một cách rất là lạ lùng. Đó. Cho nên mình cảm giác điều đó. Thành mình đâu có tu cái gì đâu, thật sự mình đâu có tu gì đâu. Cho nên khi mình biết một điều gì thì cái không biết nó không có. Bởi vì cái gì có mình mới biết. Còn cái gì không có mình không biết. Bây giờ mình vào trong cái không biết rồi thì cái không biết đó nó làm như nó nghiền nát tất cả cái biết của mình. Đó như vậy. Thì bây giờ nó chỉ tất cả đầu tiên là cái danh và sau lần là cái trạng thái tâm nó xảy ra như thế nào. Cho nên cái tính chất tiến triển của nó, rồi cái mà mình học cái danh như là sắc thọ tưởng hành thức đó thì mình chỉ nghe nói, mình chỉ học và mình chỉ thuộc lòng thôi. Nhưng mà bây giờ mình biết được, vì mình biết rất rõ đất nước gió lửa trong cơ thể mình, hư không và thức, tức là 7 đại đó: đất nước gió lửa không và thức. Không là tất cả khoảng trống trong người mình. Cái thức là cái biết của mình đó. Cho nên trong 7 đại đó, 5 đại, 7 đại gì đó mình biết rất rõ đó. Cho nên những cái điều đó mỗi con người thật sự nó có đó, mà nó xảy ra là do mình vận dụng, sau đó tự nhiên nó xảy ra. thì gọi là mình chứng biết. Mình chứng biết rồi thì nó thay đổi. Trong đó lần cái vọng tưởng của mình dường như nó ở trong, nó ngưng trụ trong cái đó, thì nó không có hết cả. Cũng giống như mặt trời mà khi nó lên nó sáng rồi thì tính chất mờ ảo mơ hồ không có. Mình đứng đó mình thấy cái bóng của mình đó, nó từ cái dài rồi lần nó cụt lần. Rồi khi mặt trời nó đứng bóng thì mình đứng đó mình không thấy cái bóng. Cái bóng của mình nó ở trong cái chân con người của mình đó. Cho nên nó có những cái xảy ra đó mà khi mình tự biết rồi đó thì nó không hoàn toàn nghi. Mình cũng không bao giờ mình muốn khoe khoang cái đó hay là mình có nói cái gì, nghĩa là mình thấy. Bởi vì nó không sanh ra cái chỗ mình và cái này khác hơn cái kia hay là gì cả. Bởi vì tự nó là cái đó chứ không phải là mình có cái đó. Cho nên cái đó thực là cái nguyên lý của đó, nó lần đó. Cho nên mình tìm đạo là cái gì? Tức là mình vào được cái bắt đầu là từ cái đó. Cho nên ở đây cái ông này ông nói thầy thấy nó rất là chính xác. Bởi vì thầy cố gắng thầy muốn nói cho tụi con nghe, hay là muốn nói cho những người mà muốn nghe đó để họ nghe. Họ nghe rồi đến một lúc nào đó thì họ có cái đó, họ nói cái này đúng rồi, hồi đó nghe cái ông đó ông nói vậy. Cho nên có thể là họ không có, họ không được, họ không có cái này. Nhưng mà khi họ nghe đó nó rất có phước. Họ biết chắc là có một cái gì đó chứ không phải là không có đó. Cho nên nói nghe thuyết giảng của ta, các ông sẽ được chuyển hóa trở lại trạng thái nguyên thủy. Tức là trước khi cha mẹ mình sanh là cái đó. Trạng thái trước khi các ông được sinh ra, dù kiếp sống hiện tại của các ông là thế nào đi nữa, sự chuyển hóa vẫn xảy ra ngay bây giờ. Ngay bây giờ tức ra nó có rồi, nhưng mà mình nhận định, thì mình nhận định nó càng rõ ràng thì cái đó nó càng rực sáng lên. Còn nếu mình chưa nhận định thì khi mình lắng nghe về cái này thì mình cứ coi kỹ lại, mình ngược lại, mình cũng thấy có cái niệm gì cả. Tức là mình ở trong cái vô niệm. Trong cái vô niệm nhưng mà mình biết là không có niệm, không có nghĩ, không có tưởng, không gì. Thì mình có biết mình cũng ở đó. Nếu mình nghĩ tưởng một cái gì thì mình nói tại sao tôi cứ nghĩ cái này hoài, tôi tưởng hoài, trong đầu của tôi dường như nó lộn xộn. Nhưng mà không có cái đó thì mình không cần nói cái đó, không cần có gì. Tức là cái biết mình rõ ràng. Thì cái vô niệm đó, thì cái đó nó gần. Còn cái câu mà quá dễ hiểu thì mình rất khó tin. Ví dụ như kêu bằng không ý thiện, không ý ác, thì cái đó là của ông, của Minh Thượng Tọa. Tức là khi mà Huệ Minh chạy theo Huệ Năng thì Huệ Năng nói như vậy. Nhưng mà không ý thiện, không ý ác, bây giờ hoàn toàn là không có nghĩ vậy cả. Thì nó là ở đó. Nhưng mà mình tin cái đó mà mình rờ không được, đụng không được, nói năng thì cũng không chứng minh được, không có gì. Mà chính cái đó mới là thật. Còn cái mình rờ, mình đụng, mình chứng minh này kia thì nó nằm trong cái ngủ ấm thôi, nằm trong cái xúc giác thôi, chứ nó không có cái gì cả. Cho nên dù kiếp sống hiện tại của các ông là thế nào đi nữa thì sự chuyển hóa vẫn xảy ra ngay bây giờ. Những gì ta hiện đang thuyết giảng thì rất lạ. Thật sự là chưa từng biết, không ai biết hết cả. Dù mình có nghe rồi mình cũng không biết nữa. Bởi vì chỉ nó xảy ra cho mình thì cái biết đó nó mới là mình có thật. Và ở một bình diện cao hơn, vì thế ta không mời ai nghe những gì ta đang thuyết giảng. Ta khuyến cáo đừng ai đến nghe, vì người nghe sẽ trở nên lãnh đạm với gia đình hoặc cuộc sống đời thường của nó. Bởi vì sao? Bởi vì khi mình nghe mình hiểu chút rồi thì cuộc sống này tự nhiên nó bốc khói hết, tự nhiên nó biến mất. Rồi mình cũng lần mình trở thành cái người tàng hình. Là bởi vì người ta rất khó sống với mình. Có người nghe, bởi vì nghe này thì tất cả tập tính lần nó khác lạ. Và đời sống nó cho nên do như vậy người ta nói cái người đó là người tàng hình. Bởi vì không ai biết mình được. Và thật sự nó nguy hiểm. Cho nên Vì người nghe sẽ trở thành lãnh đạm với gia đình, hoặc là tất cả những ham muốn mình lần lần nó lạng lẽ cũng giống như nó đâu mất hết. Và cuộc sống đời thường của họ, năng lượng của ngôn ngữ và năng lượng hơi thở của sự sống phải hòa nhập và an định. Ví dụ như bây giờ mình muốn thở, tức là mình do một cái trong người mình hơi mệt thì mình phải thở sâu, thở nhiều, thở gấp. Còn nếu mình đầy đủ trong người thì cái thở lần nó nhẹ. Chứ thật sự cái thở hay là cái không thở đó nó do một cái sự cái nhu yếu, cái sự cần thiết của cái tính chất, cái áp suất riêng của nó thôi. Chứ còn thật sự là mình không có, thật sự mình cũng có xuyên sang vào đó, không phải có người thở, nó tự nhiên thở thôi. Nhưng mình biết cái mà mình dụng lực đó, cái năng lượng mà mình đó, cho nên nó năng lượng của ngôn ngữ và năng lượng của hơi thở, của lời nói và hơi thở, nó đều là gió, đều là không khí và đều là mình cố gắng mình phóng ra. Cho nên gọi là khẩu khai thần khí tán, thiệt động thị phi sanh. Mình mở miệng ra mình nói thì cái thần khí, tức là nó làm giảm tất cả những cái oxy và tất cả những cái phân tử cần thiết để nó làm như một cái lực sinh tồn đó lần. Cho nên mình nói nhiều hay là mình thở không điều hòa, mình thiếu những cái điều đó thì mình cảm thấy nó lỏng khẩm trong con người. Rồi có khi nếu mình ngạt thở thì mình thiếu đó. Cũng như một hơi thở ra mà không vào thì gọi là chết, tức là tất cả nó, năng lượng nó không còn nữa. Cho nên năng lượng của ngôn ngữ và hơi thở, của sự sống phải hòa nhập và an định. Bằng không, nếu các ông để các năng lượng đó tuôn ra ngoài thì chúng sẽ tiêu tán. Ví dụ mình nói nhiều, nó cũng tiêu tán, mà mình dao động nhiều, nó cũng tiêu tán. Cho nên con người nó trầm tĩnh, ổn định, ví dụ vậy đó. Cho nên thầy hồi đó, thầy lúc mà thầy ở trong trường Phật học, có một huynh đệ đó, ông ít nói lắm, nhưng mà ông hay. Tự nhiên ông hay nhai để nó ra nước bọt, nuốt. Ông đó ông có ảnh hưởng về cái luyện đạo tiên á, gọi là nước thần thủy, nước tăng dịch á. Giờ ông hít thở, cho nên ông không có bệnh gì, ông khỏe mạnh và ông có nói. Ông ngầm, ông cũng giống như trò chơi vậy thôi. Nếu muốn ăn thì hãy định lại điểm mà các ông đã bắt đầu hiện hữu. Cái câu này nó như khó nhưng mà nó rất dễ. Nếu muốn ăn, muốn yên ổn, muốn mà thấy cái tính chất tuyệt vời gì đó đó, thì hãy định tại điểm mà ông đã bắt đầu hiện hữu. Bởi vì chữ từ hiện hữu hôm nay đã nói đó. Thì khi mình bắt đầu mình cảm thấy mình đang có mặt, đang tồn tại, thì ở trong đó mình hiện hữu trong cái hiện hữu đó. Chứ đừng có hiện hữu rồi sau đó mình sanh ra một cái sự lay động gì đó để mình biết cái này, biết cái kia gì đó. Nhưng mà mình ở trong một cái sự yên lặng, hoàn hảo, sự yên lặng nhưng mà mình đang có mặt, đang rõ ràng, nó không mất đi đâu ấy cả. Nhưng mà bên trong thì nó bạc, không có một cái ý nghĩ gì, không có một cái tư tưởng, không một cái nói năng gì, không dao động gì. Mà tất cả sự vật nó sừng lên giữa mình và sự vật nó như thế. Đó. Cho nên cái đó là cái mình đứng về cái phần vật lý thân thể mình tiết giảm được cái năng lực. Và đứng về tâm linh đó, tức là nó là cái chỗ mình khởi đầu. Nó ở cái khoảng giữa để mình khởi ra tất cả những cái sự điên đảo, cái vọng tưởng hay là các nghiệp. Và mình thụt vào một xíu là nó sẽ mất hút hết. Mình không còn biết là ai. Và mình cũng không thể tìm được cái ai hay cái mình ở đâu hết cả. Nó trở vào cái tuyệt đối. Và khi phóng ra thì nó bắt đầu nó dây chuyền. Nó trở thành những cảm tính, những hiểu biết, những nó đủ thứ chuyện hết cả. Cho nên cũng từ chỗ đó, nếu mình phải kinh nghiệm cái chỗ đó, cái chỗ mà nó chưa sanh và nó cũng chưa diệt, đó là cái chỗ, cái khoảng của hiện hữu. Thật sự cái gì mà nó cũng đang có trong người mình ấy. Bởi vì người ta cố định để người ta soi rọi, để nó sanh trí tuệ, là sanh cái biết, rọi là mình ở đâu, mình cái gì này kia đó. Nhưng bây giờ mình không, bởi vì mình tin rằng lúc nào mình cũng có thể định, mình đừng có loạn. Thì trong khi mình hiểu biết, cũng như mình đưa tay mình vớ, mình lấy cái gì thì mình biết, mình thuộc vô, biết tất cả cái động gì mình biết cái trong người mình đó. Thì mình thấy cái biết đó và mình thấy cái kia đó, nó rất là lạ. Cho nên những cái điều này, mình chơi những cái trò chơi này thật sự là nó hiếm hoi. Nhưng mà cái này là thật sự thánh phàm đều khó biết được. Thánh nhưng mà thánh thế gian rồi thì hoàn toàn không nói cái này, không biết cái này được. Còn các thánh trong Phật giáo thì nó rất vĩ đại. Ít thì theo tiểu thừa thì nó phải từ 4 hành 4 quả, chứ còn 4 hành thì chưa thành. Từ phải 4 quả và từ những cái chỗ mà biến đổi ở trong người mình, chứ không phải là thiền định. Bởi vì định với động là hai trạng thái nó đối ngược nhau và nó xảy ra. Còn tịnh với nhiễm với bất tịnh thì cũng là hai trạng thái nó đối lập nhau. Cho nên không có trạng thái này thì có trạng thái kia thôi. Nhưng mà trong khi nếu mình ép và mình ý thức đó thì cái đó nó như có thật. Cũng như ví dụ như một người họ ở dưới chỗ ồn ào này kia, họ vừa đi mà họ bước qua giữa ngõ, họ đến họ cảm giác luôn, sao đây nó yên lặng quá, nó thanh tịnh quá. Thật sự cái ý thức họ nó chạm với một cái gì đó như là một tiếng động mà không có âm thanh, cho nên họ đây nói đây yên lặng. Một cái gì mà họ cảm thấy nó kỳ diệu mà không có ngôn ngữ, mà không có loạn, thì họ nói đây là thanh tịnh. Tức là họ chạm với cái đó, nhưng mà thật sự một hồi thì ở đây nó cũng không có thanh tịnh và không có yên lặng, mà nó không có ồn ào. Tức là mình sống ở trong thoải mái, ở trong cái sự thật đó. Nhưng mà ít khi mình kinh nghiệm cái đó, bởi vì mình, một là mình không có đặt cái thì giờ để kinh nghiệm những điều đó, mình không có cái pháp mà để mình tu về cái đó, hay là không có ai khuyến khích mình để mình thấy cái điều đó. Nhưng mà tất cả cái đó thì nó rất cần. Nó rất cần lấy nổi mà nó cần hơn bất cứ cái gì trên quả đất này cả. Bởi vì nếu mình có cái đó là mình có tất cả, mình giải quyết được tất cả, nó không có cái gì hết cả đó. Cho nên nếu muốn ăn thì hãy định tại điểm mà các ông đã bắt đầu hiện hữu. Mình tự đó, cũng như mình bắt đầu mình sắp khởi này, khởi ra một câu gì này, cho họ mình khởi câu ôm, thì mình khởi ra thì mình nghe chữ ôm thôi. Còn khi không khởi thì mình nói đâu có thấy gì đâu. Nhưng mà chính cái không thấy đó mình phải thấy. Mình phải thấy cái chưa khởi, rồi mình thấy cái mình muốn khởi, mình sắp khởi, rồi mình khởi lên. Mình thấy cái vô hình đó. Thật sự cái đó là mình thấy được đó. Mà còn lúc mình còn tập như vậy thì mình còn thấy nó còn dễ dàng. Mình còn dễ dàng, tức là tâm cái tính chất thấy đó nó cùng với cái định đó. Và cái đây cuối cùng thì mình biết là cái tâm con người nó đã định như vậy. Là nếu mình xác định nó rõ ràng thì nó không thay đổi nữa, nó không còn loạn nữa. Thì mình được cái định, nghĩa là nó kỳ diệu, nghĩa là định và huệ. Bởi vì cái định đó nó mới có huệ. Còn cái định mà mình tập định thì cái định đó nó không có huệ. Đến khi đến một lúc nào thì cái huệ nó mới sanh sao, và nó sanh ra có điều kiện. Bởi vì không phải người nào mà tu định mà nó có cái huệ. Có người không, có người có ít, có người có nhiều. Cho nên gọi là cái lợi căn hay là động căn. Những người động căn nó có nhiều khi họ định tâm thôi, chứ họ không có trí tuệ. Mà người lợi căn thì nó có trí tuệ. Cho nên và ở hiện đó, ôm là âm không được phát ra thành tiếng, ngôn từ không được nói ra bằng lời. Cái chữ ôm gần như là một cái cảm giác mà mình nghe cái tiếng đó thôi, chứ không nó phát lên thành tiếng. Cho nên này ông nói chữ ôm là âm, cái âm đó không được phát ra thành tiếng và ngôn từ không được phát ra thành lời. Cái lời nói mình không phát ra thành âm. Còn chữ ôm nó cũng không có thành cái tiếng âm, nhưng mình biết đó. Khi mình biết cái đó Cái đầu tiên, cái biết thôi nhất là cái biết về hơi thở. Cái gì mình hít vô mình thấy mình hít vô rõ ràng. Rồi mình đưa hơi thở xuống thì mình thấy nó nặng lần nó đầy ở trong đó, rồi mình thở ra. Cũng như ví dụ như bây giờ mình bị bệnh tỳ thì mình hít vô nó có chữ hô, thở ra tỳ hô phế hí, là hí trở về phổi, gọi là lục tự khí đó, suy hư. Trong thiền dạy của mình, có khi mình chữa bệnh đó, nó chỉ 4 âm tỳ hô phế hí hư hi, bốn cái từ đó mình đưa ra hơi thở. Cho nên mình thử coi kỹ là mình hít vô rồi mình hô, tức là mình hô vậy là mình nhóm, mình rút cái ruột mình. Còn mình hí, mình có hí nhưng mà không có thành ra cái tiếng âm, thì thực sự nó ở trên cái phổi này, tức là nó làm thay đổi cái trong cái dung lượng, trong cái khí ở trong đó. Cho nên gọi là lục tự khí đó. Thầy lâu rồi thầy cũng quen, nhưng mà nó có như vậy đó. Nhưng mà mình làm như vậy mình thấy nó rõ ràng thì bắt đầu mình thấy cái hơi gió bằng cái sức ép, mà khi không thì mình thấy không. Cũng như mình A Di Đà Phật mình thấy có âm thanh và mình rút vô mình thấy rõ ràng, khi thở ra không gì cả. Rồi sau này nó quen rồi thì mình có cái âm thanh gì đó mình cũng thấy, tức là mình thấy luôn cả niệm. Khi mình thở ra thì tự nhiên bây giờ mình không có chú ý mình cũng thấy nó không. Rồi cái không đó mình hòa đồng với cái trống lỏng, không có thở nên mình cũng có không, và lần mình đoạt luôn cái tính không đó, nó ở trong cái không. Và cái không đó không cần mình tu nữa và nó cũng không, bởi vì mình biết cái tâm mình nó là không. Nhưng mà sở dĩ mình sanh cái gì là do tự mình không có ý thức, rồi mình nghĩ ra rồi mình muốn thì nó sanh ra cái âm thanh đó. Cho nên mình thấy lần mình thấy mình nó từ đó. Cho nên cái Phật thiền tâm muội đó, thấy thì vậy chứ mà cái công dụng nó kỳ diệu lắm. Mình hãy tưởng tượng nếu mình biết điều đó thì mình đã, bây giờ mình không ngồi đây. Mà không phải là mình biết, mình từ nhỏ cho đến 20 tuổi, 50 tuổi mà giờ mình 100 tuổi, nếu mình không học thì mình cũng không biết. Mà không biết cái đó thì cái sự luân hồi nó không thể chấm dứt được. Mà không phải kiếp này mình không biết, mà kiếp trước mình không biết, 10 kiếp trước không biết, 100 kiếp trước không biết, mà 1 tỷ cái kiếp trước mình cũng chưa biết. Nếu mình biết rồi thì bây giờ nó đã thay đổi rồi. Cũng như 3 năm trước thầy tu, 30 năm trước thầy tu cũng không tới 30 năm. Ví dụ từ năm năm mấy cho đến năm 85 chẳng hạn gì đó, thì thầy không biết đó. Thì dù mình có tu, mình có biết, mình không biết mà mình tu thì cũng là không biết. Còn nếu khi mình biết rồi thì nó sẽ không thay đổi. Thì nhất định là mình biết cái kiếp sau của mình sẽ như thế nào và mình sẽ đi về đâu. Mình biết cái nhân tức là mình biết cái quả. Cũng như tự biết mình biết mạnh hay không, mình có thể đi qua con đường đó không, mình bước qua cái mương đó không. Tự nhiên mình biết, mình cảm thấy con người mình có thể bước đi được. Ví dụ như bây giờ thầy bước, thầy biết thầy bước đi nó yếu hơn hồi trước. Có khi thầy biết là nó yếu đi nữa mà không bước đi được. Nhưng mà thầy tin vào cái tâm nó sẽ điều khiển cái thân, và cái không nó sẽ điều khiển cái khó. Cho nên thầy bữa nói là tâm khí bất nhị. Thầy điều khiển cái tay của thầy nó rất yếu, nhưng mà nếu thầy muốn nắm cái búa 5 kg thì thầy có thể nắm nổi. Và thầy làm như một người đập đá chuyên nghiệp, thầy có thể đập đá được. Mặc dù nó không lâu lắm, nhưng mà nhấp thời cái tay này có thể đập cái thì tự nhiên ra khí, chứ nó không có yếu. Mà nó đập cái rầm nhưng mà không thấy đau, bởi vì cái khí nó che chở. Cũng như nó mình hít vô này kia mình ấy thì mình có thể đập cái ngực thầm như thế, đập cái bụng mình, có thể mình đập mạnh hơn nữa. Thầy rón ấy, thầy đập cái rầm cái thì cũng vậy thôi. Bởi vì sao? Bởi trong nó giống như cái trái banh vậy đó, khí nó đỡ, nó có vậy đó. Cho nên con người của mình đó, mình phải tự tạo ra những trò chơi để mình biết thật sự mình. Cho nên cái thân của mình nó mạnh, nhưng mà rồi cái tâm của mình nó còn mạnh hơn cái thân nữa. Khi mà cái thân mình yếu rồi thì mình lấy cái tâm của mình đỡ. Nhưng mình phải biết cái tâm của mình là cái gì, thì nó sanh ra những cái hiệu ứng Ví dụ như thấy, biết, nghe, nói, nhanh, nhạn hay là nghĩa là mình biết. Bởi vì chính vì cái đó cho nên mình mới chuyển được đó. Cho nên gọi là ý sanh thân. Nhưng mà cái này thì cái tính chất nó như hột cát thôi. Còn nếu mà đến khi mà nó tận cùng đó, tận cùng mà cái bằng tận lý, tận tánh hay cả mà nó trở về với tâm đó, thì khi mình có ý mà mình có cái như lý nó sanh ra, thì lúc đó mình muốn sanh ra cái gì nó sanh ra đó. Mình muốn bay lên nó bay lên, mình muốn gì nó sanh. Nhưng mà nó phải cạn hết cái bên trong cái cũ đi thì nó mới sanh ra cái đó. Nhưng mà bên trong mình còn cái vẩn bụi đó. Cho nên một chút xíu cái bụi ở trên con mắt nó cũng che hết cả bầu trời đó. Một chút hột bụi, một xíu gì mà con mắt của mình có trí tì thì mình không thấy cái gì nữa hết cả. Nó vậy đó. Cho nên bữa nói rằng ví dụ khi thầy nói rồi thầy im ra thì mình phải trở lại mình. Cho nên mình vừa học vừa tu, mình vừa thấy cái xảy ra và mình thấy cái không xảy ra. Nghĩa lúc nào mình cũng ở trong một sự tỉnh sắc đó, nó rõ ràng. Chứ mình đừng có ví dụ như khi thầy nói rồi thầy im cái thì mình cố gắng mình nhắm mình không biết gì cả, mình không cần nghe, nhưng mà luôn luôn mình có cái sự tỉnh thức. Chứ không có phải là bây giờ thầy coi thấy có chương nữa. Cho nên những cái lời lẽ trong này không phải là lời lẽ của sự diễn thuyết hay là nghĩ ra mình nói. Cho nên người ta nói là ta dịch lại cái ở trong đó, ông nói ra. Cho những lời này là những lời của người chứng, chứ không phải là... Thầy đọc lại cái đoạn cuối nè. Nếu muốn an thì hãy định tại điểm mà các ông đã bắt đầu hiện hữu. Tức là bắt đầu từ bây giờ nè. Và ở yên đó, om là âm không được phát ra thành tiếng, ngôn từ không được nói ra thành lời. Nếu không, bởi vì mình không nói ra thành lời, nhưng mà mình có nghĩ, có biết, thì tự nhiên mình phải biết vào bên trong. Nhờ cái biết vào bên trong, cho nên mình là thấy tất cả cái tính chất sanh diệt, ngủ ấm, rồi đủ thứ chuyện. Thì mình thấy cái đó, mặc dù mình thấy rất ít, nhưng mà thực sự, khi mình nói ra mình diễn dịch rất nhiều, bởi vì nó là một cái tính chất hàm xúc. Cho nên Đức Phật mới nói là nếu mình thấy biết một chút xíu sanh diệt đó, trong một ngày, một thời gian ngắn, còn hơn là 100 năm mình tồn tại mà không biết. Nhược nhân sanh bách tế, sanh ra 100 năm, bất kiến sanh diệt pháp, tức là mình không biết cái pháp sanh diệt. Bất như sanh nhất nhật, không bằng sanh ra một ngày, như đắc kiến liễu chi, mà thấy hiểu được cái điều đó. Mình ở mình tồn tại 100 năm mà không bằng chốc lót mình biết cái điều đó. Bởi vì biết điều này cái lợi mình vô cùng. Cũng như trăm năm mình đi đốt than, mình gánh củi, không bằng một khoảnh khắc mình lượm được một cái viên ngọc quý, một cái viên ngọc như ý. Có thể là mình sống suốt đời, ví dụ như cái giá trị đó, mình đặt vào cái giá trị vật chất thì mình sẽ thấy cái đó. Cũng như mình biết cái này thì nó kỳ diệu. Mình muốn sanh tử nó sanh tử, mình muốn giải thoát nó sẽ giải thoát, mình muốn nghèo nó nghèo, mình muốn giàu nó giàu, mình muốn giải quyết tất cả mọi việc nó giải quyết tất cả mọi việc. Nghĩa là mình khởi ra cái gì thì mình thấy rồi mình làm được hết đó. Cho nên nó kỳ diệu. Trong khi mình gặm ra mình tu, mình sám hối vô lượng kiếp, chưa chắc là nó đã sạch hết nghiệp. Cho nên Ngài quyền giáp với nó sát na rũ sạch a tỳ nghiệp. Trong chốc lát nhiều khi cái nghiệp mình nó tiêu tan, nó kỳ dữ lắm. Nhưng mà chỉ âm thầm mình biết cái điều đó thôi. Chứ mình nói ra cũng không có ngôn ngữ mà người ta cũng không ai tin điều đó. Bởi vì làm sao mà tin? Biểu người ta tin là một cái chuyện không cần thiết. Bởi vì cái tin là cái có người ta mới tin. Chứ còn cái người ta không có làm sao người ta tin? Ta tin những điều gì là cái không có. Còn khi cái đức tin thật thì cái mình tin chính mình. Chứ không phải là mình tin ai hết cả. Nếu không cảm ứng với những điều ta nói thì các ông vẫn chưa nhận ra được bản chất ý thức của mình. Nếu không cảm biết được những điều mà nói đây thì thật sự mình coi như mình chưa, mình là phải nghe lại lần nữa. Hoặc là lần nữa và lần nữa. Đó. Ý thức là một cái gì đó như tính kịch của một vở kịch. Diễn kịch các ông không thể được chống đỡ. Các ông không có chỗ nào để nương tựa cả. Sự sinh ra cha mẹ, sự sinh ra cha mẹ, tất cả đều là ảo tưởng. Mình đâu có sinh ra là đâu mà mình biết mình sinh ra đâu. Khi mình sinh ra thì có thể nói là ai đó thấy rồi nói lại. Chứ khi mình ra khỏi lòng mẹ mình hoàn toàn không biết. Mình tâm tối. Mình cũng không biết là mình mê muội hay không nữa. Cho nên mình đâu có biết cái đó mà mình nói mình sinh hay không sinh. Rồi mình chết đi mình cũng đâu có biết. Khi mình nói chứ hồi cái giống như mình ngủ. Mình cũng không có thấy giữa cái ngủ và cái thức. Còn mình chết đi, mình nằm hồi nó đứt thở, nó mệt quá, nó mất đi. Nó giống như mình thiếp đi. Rồi không bao giờ mình ngồi dậy nữa. Nếu mình biết thì nó đâu có chết. Nhưng mình chết nó cũng không biết. Cho nên chết sống mình cũng không hiểu được. Mê muội và trăm đời. Rồi chốc lát thì mình lại ở đâu đó mình sanh ra một thằng bé, hoặc là một con chó con, hoặc là một cái gì đó. Mình cũng không biết điều đó. Nhưng bây giờ nếu mình hiểu cái điều này, mình hiểu cái mà trước khi nó sanh ra đó hoặc trước khi nó diệt ra đó, thì mình có hy vọng là lần lần mình sẽ biết. Mình hiện tại mình tiêu nghiệp. Hiện tại mình được biết cái chỗ nhất tâm là chỗ gì. Chỗ nhất tâm nó còn nhỏ hơn cái mình biết này nữa. Nó là một điểm sáng. Cái nhất tâm giống như mình vừa thấy một điểm sáng ở qua kẽ hở thôi. Còn biết cái này thì nó toàn vẹn, giống như mình đi ở giữa bầu trời mà khi là ngày nó đến mình biết rất rõ ràng. Đó. Cho nên do như vậy những cái điều mà ông nói ở đây thì thật sự nó cũng tha thiết lắm. Ý thức là một cái gì đó như kịch tính của một vở kịch. Các ông không thể được chống đỡ. Các ông không có chỗ nào để nương tựa, và sự sinh ra hay là cha mẹ tất cả đều là ảo tưởng. Thực sự cha mẹ đó là đặt cái tên. Dĩ nhiên mình không thể bỏ cái tên đó. Dĩ nhiên mình không thể bỏ cái ân tình, ân nghĩa đó. Nhưng mà thật sự cái đó là người ta đặt cho mình. Chứ nó không có thật. Nó có thật là nó diễn dịch cái có thật của hành động. Nhưng mà cái hành động, trong cái hành đó là đặt tên. Cái này hay cái kia, cái này sanh ra cái kia. Cũng như giống như cái vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc đó. Mà cái danh và cái sắc đó nó duyên lục căn. Thì có vụ lục căn thì nó duyên ra xúc. Chứ không phải nó sanh ra xúc. Mà có xúc thì nó sanh ra thọ. Có thọ thì nó sanh ra ái. Có ái sanh ra thủ, thủ sanh ra hữu. Và có hữu thì tự nhiên nó sẽ biến đổi thành sự tái sinh. Đó. Hữu của mình nó tự chôn vô lòng mẹ. Hữu ở trong lòng mẹ thì nó tự phải lòi ra bên ngoài. Cho nên cái chuyện đó là cái chuyện nó đương nhiên tất cả. Nó không thể làm ngược lại được. Cho nên một con trâu rừng hay là một con nai, nó đương đi rồi cái tự nhiên nó khó chịu gì đó. Không biết cái trạng thái thế nào mình không biết. Nhưng mà tự nhiên con nó từ từ nó ra. Rồi có khi nó rớt ở giữa đường. Có khi nó rớt mà nó có một con hổ hay con sư tử, con báo nó chạy tới sực mất. Rồi cái nó chạy luôn. Con cũng không biết mà mẹ cũng không biết. Cho nên nó không có ý thức gì, nó rõ ràng nói. Cho nên trong cái sanh tử mình nó vô lượng vô số kiếp, nó mịt mù. Trong kinh nó còn hơn cát bụi đầy cả cái quả đất này. Mình đã sinh tái sinh mà mình không biết đâu. Gọi là nặng kiếp tuận trần, vị thường phản tỉnh. Nhiều kiếp theo trần chưa từng tỉnh biết cái điều đó. Nặng kiếp tuận trần, vị thường phản tỉnh. Hồi quan yểm một tuế nguyệt ta đà. Thọ dụng ăn phiền, thí lợi nung hậu. Cái đó là trong cái bài cảnh sách. Nó dài lắm. Mà hồi nhỏ học, hồi tiểu học đã học rồi. Sự sinh ra chính mình là một tai họa. Cái câu này lạ không? Nên tôi đọc lại cái đoạn này. Các âm không hề được chống đỡ, các âm không có chỗ nào để nương tựa cả. Sự sinh ra, cha mẹ tất cả đều là ảo tưởng. Nhận thân xác làm chính mình là một tai họa. Thật sự không có cái tai họa nào mà cái tai họa chấp thân. Không có ngu si nào bằng cái vô minh. Không có tội nào bằng bản ngã. Không có tai họa nào mà mình cho cái này là cái thân. Bởi vì chính vì cái thân này mình cảm thấy một cái hữu. Và mình cảm thấy cái này là của tôi, của ta. Thân này là ta và của ta. Từ cái khái niệm này mà mình sanh ra vô lượng tội lỗi. Và cũng từ cái khái niệm này mình đi trong luân hồi không biết bao nhiêu ngàn trăm triệu tỷ kiếp. Đó. Từ hồi một vị Phật đến nay, ví dụ như bây giờ cái kiếp ngắn ngủi này mình cũng thấy mấy ngàn năm rồi. Rồi từ Đức Phật này đến Đức Phật kia, ví dụ như từ Đức Phật này cho đến Đức Phật Di Lạc nó cũng lâu xa, biết là bao nhiêu. Cũng như 67 ức triệu năm. Đó là ngắn ngủi. Rồi từ Đức Phật này ngược lại tới Đức Phật Tỳ Khí, Đức Phật Tỳ Xá Phù, Câu Lưu Tôn. Bãi vị Phật nó rất là lâu. Rồi lâu nhưng mà mình còn có thân trước tất cả vị Phật đó. Trước tất cả ngàn vị Phật đã ra đời rồi. Mình vẫn có thân mà bây giờ mình không biết gì vậy. Mà không biết cái thân gì mình cũng không biết nữa. Nhưng mà chắc chắn là mình có. Bởi vì mình có hồi đó thì bây giờ nó mới có. Nhưng mà không nắm chắc là thân người. Không bảo đảm là thân người. Có khi mình sanh ra một con vật, con chim hoặc một con trồn, một con rắn, một con gì. Mình thấy khủng khiếp lắm. Nhưng mà nó quay mất rồi, nó đâu có nhớ rồi mà nó sợ đâu. Nó là cái trong sanh tử nó là vậy. Nhận thân xác chính mình là một tai họa. Thì cái câu này nó đồng như Heraclitus nói rằng khi sinh ra đó là đã mang một cái ấn tử hình. Câu đó trong triết học Tây Phương. Hồi nhỏ thầy cũng biết chút ít cái tiếng Pháp rồi sao lớn nó quên mất này. Đó. Cho nên đó thì âm này em cũng nói vậy. Sự sinh ra đó, tất cả đều ảo tưởng, nhận thân xác mình là một tai họa. Nếu các âm không bám lấy thân xác như là diện mạo của mình thì mọi chuyện đều tốt đẹp. Mà làm sao mình không bám víu được? Cái ý thức nó bám víu, cái ý thức nó biết cái thân này của mình nó là thân. Cho nên mình bỏ một cái móng tay mình còn chưa có muốn nữa. Thì huống chi mình chặt cánh tay hay là mình đốt. Cho nên hồi xưa mà thầy hiểu tu được có lúc mình tín tâm. Thật sự thầy cũng có nhiều lần cái là đốt cúng dường. Hoặc là đốt một cánh tay đốt cúng dường hay đốt cái gì đó. Cuối cùng thì mình không có cái cơ hội làm đó. Cho nên thầy chỉ lái 3 cái cục bông đó. Rồi nhúng dầu lửa đó, rồi để trên cái tay đốt thì có. Cho nên bây giờ nó còn 3 cái dấu này. 3 cái dấu này, 1, 2, 3. Rồi nó để nhúng cái cục bông, nhúng dầu mà mình cũng không biết phát cho nó ráo. Một cục bông thì nó to bằng ba lớn thì mình để ở đây. Nó khoét vô trong này. Nó khoét sâu một lũng thịt vậy này. Nó cháy xèo vậy. Nhưng mà lúc đó mình mê tín, mình tin tưởng, mình chí tâm mình niệm Phật mình để mình cháy, mình nghe cảm giác đó. Chứ bây giờ biểu đốt nữa thì không dám đốt đâu. Thiệt rồi nó sợ đó, cho nên Nhưng mà hồi đó mình tụng kinh Pháp qua, thầy cũng rất muốn đốt nguyên một cánh tay để đưa lên cúng dường. Nếu mình không đốt thân, khi mà mình tín tâm nói thật sự lúc đó mình không làm, chắc mình làm được. Nên mà dường như cái tội nghiệp của mình nó không, nó còn cái bản ngã, còn sự sợ hãi, còn cái đám cái thân quá, mình đâu dám làm nổi đâu. Chứ mình làm nổi thì có thể là bây giờ thầy khá hơn. Có thể bây giờ thay vì mình ngồi để mình nói gì đâu, mình ở trên chư thiên hoặc là ở đâu đó. Bởi vì sao? Bởi vì khi mình làm một cái phước như vậy thì cái nấc tâm của mình nó vụt biến đổi. Và chính cái biến đổi tâm trạng đó thì nó tương tác, tương ứng với cái trạng thái của một cái không gian nào đó. Thì mình tái sanh vào đó. Nó như thế đó, cho nên không có cái gì là lại. Nếu các ông không bám lấy thân xác như là diện mạo của mình thì mọi chuyện đều tốt đẹp. Khi hiện hữu quên đi chính nó thì đó là trạng thái Para Brahman. Nếu mình vượt qua cái trạng thái của hiện hữu đó, thì mình giống như là mình không biết còn biết cái gì và cũng không có phải là không biết. Thì nó là cái trạng thái tuyệt đối, là trạng thái Brahman, tức là Phạm Thiên, tức là Phạm Thể đó. Cho nên bữa nào thầy sẽ đọc nguyên văn một cái bài Upanisad đó của Vệ Đà đó, thì mình thấy nó cũng rất kỳ diệu. Cho nên đó, trong cái trạng thái tâm như vậy là trạng thái của trời Phạm Thiên. Cho nên lúc đó mình gục xuống mình chết thì tự nhiên cái thức của mình nó sẽ dính ở trên cõi trời Phạm Thiên, nó vượt cả 6 cõi trời dục. Từ kêu bằng đạo lự thiên, dạ ma thiên, tha quá thiên, quá lạc thiên, phạm chúng thiên, phạm phụ thiên. Nó về nó diệt, nó vượt qua rất cả. Bởi vì lúc đó là định chứ không phải là cái ham muốn nữa, thì nó sinh lên cái cõi trời Phạm Thiên. Cho nên người ta chỉ tụng kinh, tụng Vệ Đà, tụng Upanisad mà người ta có thể sinh lên Phạm Thiên. Khi hiện hữu quên đi chính nó thì đó là trạng thái của Para Brahman. Cái biết này không phải trạng thái chân thật của ông. Đó là sản phẩm của thân xác được cấu thành bởi tính chất của thực phẩm. Còn ông, cái tuyệt đối không phải là nó. Cho đến nỗi mà cái Phạm Thiên đó cũng không phải là mình nữa. Đó. Thì ông nói đúng. Bởi vì đó là một cái cõi của thiền định thôi. Cho nên những cái này nhiều khi á, thật sự chính thầy có một cái chút xíu gì đó, nhưng mà cái này thầy đọc ít nhất nó cũng 5-7 lần rồi thầy mới đem ra thầy nói này. Rồi thầy để lâu lâu thầy cũng đọc lại coi thử, mình rà soát hoài. Nên cái vấn đề mà mình học pháp học đạo á, nó không phải là cái gì mình nghe rồi mình cũng hiểu hết. Không phải là cái gì mình nghe rồi mình cũng trở thành mình giải quyết được. Nhưng mà có khi mình nghe mình không hiểu gì. Mà không hiểu đó nó cũng cần thiết. Nhưng mà trong không hiểu, nhưng mà trong âm thầm của mình đó, nó tin tưởng, nó bằng lòng. Nó biết một cái gì rất mơ hồ. Nhưng mà lần lần cái mơ hồ đó nó vạch mây, vạch khói tự nhiên nó hiện ra. Cho nên trong thời gian đó nó vẫn làm việc. Mình ngủ qua một đêm ấy, thì cái biết đó, cái biết mơ hồ đó nó trở thành rõ ràng hơn. Rồi mình ngủ nhiều kiếp, có thể mình ngủ 10 kiếp hay là mình ngủ 100 kiếp đi nữa. Rồi cái biết bây giờ đó nó trở thành hình thành và nó trở thành giác ngộ. Cho nên tất cả chúng sanh bây giờ đó, mình nghe được chút ý Pháp, mình niệm một câu Phật hay là quy tâm bảo cái gì đó, tất cả cho đến Đức Di Lạc ra đời là mình đắc đạo hết. Mình được sanh trong ba hội của cõi Liên Lâm Hoa đó, ở trong kinh Hạ Sanh nói như vậy đó. Thì tất cả từ đây đến đó mình có thể mình, nghĩa là mình gieo duyên có chút xíu thôi. Nhưng mà tới đó mình gặp Đức Di Lạc Bồ Tát mình đạt đạo hết, mình chứng quả hết. Chứ không có còn ai bỏ sót hay cả. Nhưng mà nếu mình không có gieo cái duyên bây giờ thì lúc đó mình không có cái chỗ nào mình để mình giác ngộ được hết cả. Cũng giống như là một em bé nó biết một cái gì đó, nhưng mà từ từ cái biết nó rõ ràng, tự nhiên nó trở thành sanh trưởng cái sự sáng suốt của cái biết đó. Cho nên mình phải có cái sự phát tâm, mình biết cái trăm đời ngàn kiếp mình mới có một lần mình đi vào những cái chỗ mà thật sự rất ít giỏi, rất ít người. Cho nên hồi xưa thầy rất là sợ ma quỷ, nhưng mà sau này thầy nghĩ thật sự ma quỷ cũng không có ai thấy, ít có thấy nha. Mà mình thấy cũng là một cái oai nha, một cái gì cũng cần thiết lắm nha. Mình có thấy như vậy sau này mình bước tự hào, mình nói ra, mình nói cái mà không ai biết hết thì mình nó hứng thú. Thầy nghĩ như cái vậy cho nên thầy cũng tạo thành một cái bản ngã để mình không sợ ma quỷ. Đó. Thầy cứ nghĩ vậy, thầy nói ai cũng nói nhưng mà họ đâu có thấy đâu. Nhưng mà mặt mình thấy cũng là cái may mắn cho mình lắm, cái phước lắm chứ không phải dễ gì. Người ta sợ là thấy ma, nhưng mà nhiều khi vừa sợ nhưng mà về thì vừa trong cho có con ma để mình thấy. Mình thấy như vậy thì không ai thấy, thì mình mới có chuyện để mình nói. Như có khi ma nó không có thật, cũng như cái này nó không có thật. Có khi mình biết cái này mình mới nói. Mà mình nói cái này thì rất ít người nói, cũng như mình học cái này ít người học. Thầy tin tưởng ở Việt Nam chưa có ai giảng cái này. Người ta đọc thì nó có nhiều. Nhưng mà ví dụ bây giờ cái tập sách này in một lần ra 1000 cuốn. Thì bây giờ mình coi như là 1000 cuốn có 10.000 người đọc đi. Nhưng mà mình nói nó trừ hao chứ 1000 cuốn thì 1000 người đọc có khi trong khi có người đọc họ không hiểu thì họ đọc ít tờ thì họ để đó xuống thôi. Nhưng mà mình cho như 1000 người đọc. 1000 người đọc so với 100 triệu hay là 50 triệu thì nó đâu có nhầm gì đâu. Mà đọc mà còn không hiểu, còn không muốn đọc thì làm sao mà giảng, làm sao mà có ai mà ngồi đây mà học đâu. Đó. Cho nên bây giờ mấy con học cái này coi như lần đầu tiên, thầy tin trước Việt Nam. Còn thế giới thì thầy nghĩ là cũng có nhưng mà rất ít. Cũng như những trường của Risonti thì có, nhưng mà cái trường của Mahara thì không có. Chưa thấy ai dạy về Mahara. Đó. Đó. Cho nên mình cũng là một người có thể là mình phải ngã mạn, phải tự hào rằng mình đã biết cái điều này, mình đã học điều này. Ví dụ mình học mình không biết gì hết cả. Nhưng mà đằng nào thì mình cũng nghe tới tên nó, cũng như đằng nào mình cũng nghe có tên Phật. Có những người còn không nghe tiếng Phật nữa. Cho nên hồi đó Phật sanh ở một nơi đó, ở xứ đó. Nhưng mà có một cái này thầy cũng quen nè, nghĩa là có thể là 100 vạn người hay 100.000 người gì đó mà có 30 người mà thấy Phật, 30 người nghe Phật, còn 30 người không thấy, không nghe, không gì cả. Thầy nói ước lượng ra cái số này thầy quen bởi vì ở trong kinh đó, đọc rồi 50-60 năm rồi đó. Cho nên đâu có phải ai cũng nghe Phật, ai cũng biết Phật đâu. Vì thế cho nên do như vậy mình sanh ra đời thật sự nó rất khó khăn. Mặt mai mà mình trở thành một cái hình người mà mình có biết cái này cái kia, mà trong cái biết của mình đó mình là biết cái này. Biết cái này tức là thật sự mình đã có duyên cái này. Chậm hay mau mình đều có thể là trở thành hiểu được cái này. Nhưng mà tự tụi con nó phải mạnh mẽ hơn chút nữa. Nhiều khi phải đặt câu hỏi và hỏi cho đến khi nào mà thầy nói không được thôi. Thì cái điều đó tụi con mới trả thù được. Chứ nếu không thì trong lòng nó cũng ấm ách. Mình phải có cái đó, cho nên mình phải cố gắng mình học hỏi, cũng như mình phải cố gắng mình phải lắng nghe. Như hôm qua thầy nói lắng nghe khi mình niệm A Di Đà Phật đó. Mình không hỏi là ai niệm nhưng mình phải biết mình sanh ra cái câu đó lúc nào, mình sanh ra cái đầu tiên lúc nào. Bây giờ mình không có gì đây, mình nói là bây giờ mình sanh ra chữ A nghe, mình tưởng tượng với A rồi mình thấy A, rồi A mình dừng lại, mình thấy trong lòng mình nó muốn có chữ A Di, nhưng mà một hồi mình sẽ thấy chữ Di đó nó sanh lên, A Di Đà Phật nó sanh lên. Thì khi đó mình bắt đầu mình thấy được cái nghĩ của mình, tức là trong người mình nó không, bây giờ mình đâu có biết gì mình nghĩ đâu, nhưng mà mình hãy tạo ra cái nghĩ đi, mình tạo ra nghĩ một chuyện gì đó rồi mình coi cái nghĩ mình nó có từng âm, từng tiết, từng chữ, từng lời mà nó ở trong này. Thì lần cái mình mới thấy tất cả cái mà mình gọi là vọng đó, mình thấy nó sanh, nó diệt này kia. Lúc đầu thì mình tạo ra để mình thấy, cũng như A Di Đà Phật để mình thấy. Nhưng mà sau này thì mình thấy cái đó rồi thì cái thấy nó quen thuộc vào bên trong rồi thì nó thấy tất cả cái tâm niệm xảy ra. Rồi sau đó là thấy cái cảm giác, nó thấy ngủ ấm, thật sự không khó đâu. Ví dụ mình chỉ 100 mà mình thấy chừng 10 phần hay thấy 10% hay 5% cũng được, không sao đâu. Mà mình thấy như vậy thì mình có thể đốt cái giai đoạn từ 100 tỷ kiếp thì mình còn chừng 10 kiếp thôi. Thật sự như vậy đó thì mình sẽ chấm dứt. Bởi vì khi mình thấy, nghĩa là cũng như là thấy tánh thì thành Phật. Chứ không đừng có nghi ngờ chuyện đó, nhất định nó sẽ xảy ra. Cho nên trước hết là mình không có sợ chết. Không sợ chết tức là mình ngầm mình biết cái chết là gì rồi. Mình cũng sẽ không ham sống, tức là mình biết cái sống là cái gì rồi. Chứ không phải là mình ẩu mà mình không sợ chết, không ham sống. Mình biết, mình biết, nhưng mà cái đó khó diễn dịch, hoặc là mình biết mình nói cũng khó nghe lắm. Nó chói tai khó nghe. Cho nên do vậy vì mình biết cho nên nó có cái không sợ. Cái không sợ cho nên cái tâm mình được tự do. Vì tự do cho nên khi cái chết đến mình hoan hỷ, vui vẻ. Bởi vì mình thấy có cái ngày mà mình có thể lên đường được rồi. Mà mình cái lên đường này không phải là mình không biết đi về đâu. Nếu mình nắm chắc ở trong cái điều này thì mình sẽ biết mình đi về đâu. Đó. Vì thế cho nên cái thế giới này mình hãy có những cái trò chơi ít có, trò chơi lạ, trò chơi quý hiếm. Còn những cái trò chơi mà thường quá ai cũng chơi rồi thì mình nghĩ cũng được, không sao. Đó. Chứ bây giờ ví dụ như ở trong cái tâm trạng biết này, nếu mình muốn thật sự mình muốn tái sanh, mình nhóm ý lại thì tự nhiên mình sẽ tái sanh về chỗ nào mình sẽ làm được cái điều đó. Cũng giống như mình muốn vãng sanh cực lạc thì mình sẽ vãng sanh, chứ làm sao mà không vãng sanh được. Mà vãng sanh nó cũng đâu có mất tính biết hay là nó mất cái gì. Cho nên bữa trước cái cô nào mà hỏi đó, hỏi khi mà Phật tới đó, mình nên vãng sanh hay là mình nên giữ cái tính biết của mình. Thì trong mình mang cái tính biết của mình vãng sanh. Cũng như mình sáng suốt mình vãng sanh, cũng như mình khỏe mạnh rồi mình lên máy bay cũng được. Chứ đâu phải mình đau rồi bữa để cho người ta khiêng lên máy bay đâu. Nó rõ ràng như vậy đó. Cho nên thầy tu học thật sự chưa bao giờ sanh cái chán. Hồi thầy mới xuất gia ha, nhớ nó rất lâu xa. Nếu mà tưởng tượng theo thời gian rất lâu xa, đến bây giờ thầy thấy mới tin nè. Nó không có cũ chút nào cả. Nói vậy đó. Cho nên thầy muốn là tụi con nó có cái phần đó. Cho nên thầy nói lời thật thì nó hay mắc lòng. Thầy nói như vậy tụi con có Phật ý thì phải chịu khó một chút, nhịn chút. Nhưng mà thầy rón, thầy nói. Có gì không? Có gì? Cứ đợi cho người ta hỏi, nhưng mà thầy muốn tụi con hỏi. Tụi con có gì hỏi, nó mới hay. Cho nên từ bữa nay mình trả lời vấn đáp là trả lời của người khác không. Còn ở đây nghe ai cũng đắc đạo hết, đâu có gì hỏi đâu. Dạ, mô Phật, con hỏi thầy cái này à. Bạch thầy, hôm bữa con nhớ hôm qua hôm kia vậy đó à. Con với thầy ngoài chỗ mà tưới hoa à. Cái con mới nói là cái thằng con bây giờ nó mấy nay nó đau. Cái con mới con kêu là con có con hay làm những cái này. Cái thầy mới, tức là ý của con là muốn hỏi thầy là thầy có một cái pháp gì để nó thêm không, để con học thêm. Nhưng mà sau đó thì con thực hiện cái mà con hay làm á, thì vô tình con quên đi cái điều mà thầy chỉ. Thì con không biết là nó có phải là một cái thể hiện một cái tôi của mình không à. Đâu có cái tôi đâu. Dạ. Khi nào mình có cái ý, mình chấp vào, mình nói rồi mình không biết mà mình nói tôi làm cái đó thì yeah. Nó có cái tôi. Yeah. Còn cái bình thường mình nói là mình nói thôi, mình yeah. nói. Nhưng mà nếu mình có một cái ý chấp, ví dụ mình nói cái đó mà người ta nói khó hơn cũng được nữa. Yeah. Nếu mình đủ cái khả năng mình giải thích, còn đủ khả năng thì coi như mình không giải thích, nói vậy đó. Nhưng mà mình cố kêu bằng cố mà chấp trong cái điều đó, mình nói cái điều đó là cái điều tôi biết, tôi nói, tôi thấy, tôi nghe, tôi như vậy đó. Nhưng mà thật sự thấy nghe hay biết thì nó không có cái tôi. Yeah. Nó có cảm xúc thôi. Dạ, yeah. Mua. Yeah. Bây giờ thầy đọc qua cái này một bài cho con nghe nha. Đọc bài này rồi nghĩ nha. Cái này đọc chứ không có giỡn. Đọc cái bài này. Cái bài này thầy thuộc rồi, nhưng bây giờ thầy muốn thầy, nó có nhiều đoạn quen cho nên thầy đọc. Đây là kinh này, kinh văn này. Kinh này là kinh mà người ta tụng đọc đến cái khoảng mà 40 tuổi rồi. Thì tất cả gia đình người ta nói là ở trong có một sợi tóc bạc hay có cái khoảng tuổi đó thì người ta giả từ, người ta đi vô rừng người ta hết. Cho nên đó là đạo Bà La Môn á. Cái thời gian người ta sống, người ta học hành xong, người ta gây dựng gia đình gì xong. Nhưng mà đến cái thời đó thì người ta phải dâng hiến để người ta chuẩn bị người ta lên đường. Đó, theo cái truyền thống mà thầy đọc trong lịch sử nó vậy, thì người ta thường đọc những cái này. Nó là gọi là cái Upanisad. Bởi ai phóng thức kia đạt đích. Những câu đầu không hiểu được đâu, nhưng mà mình muốn hiểu. Bởi ai phóng thức kia đạt đích, ai đóng xe hành dịch khí đầu. Lời kia truyền xuất từ đâu, thần linh nào khiến tai thâu mắt nhìn. Tai sau tai mất quyền của mắt, lời sau lời sinh của khí sinh. Mắt nhìn sau mắt vô hình, mắt nhìn sau mắt vô hình. Hiền nhân đạt đáo, thênh thênh thoát vọng. Tai sau tai mắt quyền của mắt, lời sau lời sinh của khí sinh. Mắt nhìn sau mắt vô hình, hiền nhân đạt đáo, thênh thênh thoát vọng. Vượt danh sắc mấy trùng phẩm thức, không thể lường, phân biện giải bài. Vượt danh sắc mấy trùng phẩm thức, không thể lường, không thể giải bài. Khả tri bất khả điều sai, biết không biết điều sai hết. Khả tri bất khả điều sai, ngàn xưa đã dạy ngày nay giới truyền. Là cái ấy đó, là cái ấy vô biên lời lẽ, chẳng diễn thành mà để ra lời. Tức là cái chỗ đó mình nói hoài không hết. Chính là phạm thể không hai, chính là Brahman, chính là phạm thể không hai. Cái này chẳng phải kiếm hoài trần gian. Cái ấy chẳng nghĩ bằng phàm thức, không thể suy nghĩ được. Suy nghĩ là như mình gọi là vọng tưởng. Cái ấy chẳng nghĩ bằng phàm thức, mà thức phàm chịu sức quán đây. Mình không có thể, mình không nghĩ, mình có cái tay, mình không nghĩ, mình đưa tay. Nhưng mà trừ cái chỗ đó nó có thể đưa tay lên, để tay xuống, nó có thể làm tất cả. Cái ấy chẳng nghĩ bằng phàm thức, mà thức phàm chịu sức quán đây. Chính là phạm thể không hai. Cái này chẳng phải kiếm hoài trần gian. Cái ấy chẳng ngắm bằng con mắt, mà ảnh hình qua mắt được hay. Chính là phạm thể không hai. Cái này chẳng phải kiếm hoài trần gian. Cái ấy chẳng nghe bằng tai nọ, mà sự nghe nhờ đó được hay. Chính là phạm thể không hai. Cái này chẳng phải kiếm hoài trần gian. Cái ấy chẳng thở bằng hơi thở, mà khí minh, mà khí sinh vạn ngã nhờ tai. Chính là phạm thể không hai. Cái này chẳng phải kiếm hoài trần gian. Người tưởng biết có chăng thực biết, phạm thể này phần thiết thân ngươi. Mình tưởng là biết nhưng mà không phải là biết. Mình cũng như ngộ hay không thôi. Người tưởng biết có chăng thực biết, phạm thể này phần thiết thân ngươi. Thiết thân thần mấy tầng trời, gán mà tìm hiểu, bạch thầy khả tri. Chẳng thông suốt mà phi bất thức, biết phần này là đắc sự kia. Biết rằng hai cái tương tùy, biết rằng cái ấy phi tri chẳng nhầm. Phi là không, tri là hiểu đó. Phi tri chẳng nhầm. Không tư duy là chân tư đó. Cái này là quá rõ rồi. Mình không nghĩ vậy cả, tức là mình đã nghĩ chín chắn rồi. Còn mình nghĩ tức là mình lộn xộn, mình không có biết gì đâu. Tức là nó sanh ra vọng đó. Không tư duy là chân tư đó, nãi niệm lường là bỏ chân tri. Mình nãi ra cái khái niệm là mình bỏ cái chân rồi, chân tri. Biện phân thì tuyệt vô kỳ, mà không là đạt, biển kia mới thành. Tức là ở trong cái không đó mình hiểu được là cái sự biện luận kia mới thành. Lấy tri giác thuần tinh phản chiếu, thực niệm sinh vượt nẻo tử sinh. Cái tri giác lấy một cái biết sâu sắc đó, thuần tinh mà mình phản chiếu, mình lặng lại, mình lắng nghe, mình thấy biết. lấy tri giác thuần tinh phản chiếu, vượt niệm sinh, vượt nẻo tứ sinh, vượt qua cái chỗ sinh diệt đó thì mình vượt cả cái sự tái sinh, sinh tử. Ngã chăng biến lực suốt tình, đạt nơi bất diệt, giác minh độ toàn. Thực hữu tồn, trần hoàng mà giác, ác vong tiêu, kẻ mắc mối đào. Những cái này mình đừng ở trong là giải thích hiểu hay không hiểu. Nếu mà một lúc nào mà thật sự tha thiết muốn giải thích thì thầy giải thích được chút chút thôi. Nhận chăng sinh diệt trước sau. Nhận chăng sinh diệt trước sau. Tịch viên hiền giả bay câu thoát vòng. Có hồi thầy coi thử thầy nói có đúng không? Tịch viên hiền giả bay câu thoát vòng. Tức là nhận chăng cái đó, tức là mình đã đi lên rồi. Mình mất trọng lượng rồi. Mình ra khỏi quỹ đạo rồi đó. Cho nên cái giải thoát mình thấy hiện tại chứ không phải là ngày mai đâu. Nhận chăng sinh diệt trước sau, tịch viên hiền giả bay câu thoát vòng. Đắng hàng hữu mênh mông toàn tháng, khắp chư thần phấn chấn thơm lây. Coi như mình đạt tháng này, coi như mình vinh ấy tự tay đoạt về. Biết kiêu ý tâm kia đã nải, bằng hiển linh cho hải biện phân. Mong nhiên khắp giải chư thần, mãnh linh cái ấy mười phương chẳng lường. Những câu này nó rất là khó, nhưng mà nó khi mình đọc mình đừng nghĩ ngợi cả, lần lần mình cảm giác mình biết được. Rằng quả thần sở trường tri kiến, mọi xuất sinh hãy biện phân xem. Mãnh linh nào đó thâm quyền, quả thần đáp được sáng liền phang phang. Vào cái ấy, ấy rằng ai đó, ta quả thần tạo mọi xuất sinh. Cái này mình phải biết rồi, đất nước gió lửa, tất cả nó biến thể từ vật chất ra, nó ra những cái sự, cái sinh lực khí mà nó phát sanh ra những cái hiện hữu như thế nào đó. Cũng như những cái nhu yếu, những cái thức ăn của mình nó trở thành những cái mà mình nghĩ tưởng, mình nói rồi đó. Nhưng mà mình không biết cái sự chuyển biết ra như thế nào. Vào cái ấy, ấy rằng ai đó, ta quả thần tạo mọi xuất sinh. Thế thì hỏi sức trong mình, lửa kia tận quá mênh mông khắp trần. Đặt ngọn cỏ trước thần mà bảo, thử đốt đi như bảo nhào băng. Cỏ nguyên trở gót thân rằng, mãnh linh cái mười phân chẳng lường. Nhờ phong thần chư thần mới bảo, hải biện phân thăm máu mãnh linh. Phong thần đắp được phân minh, xăm xăm tiến tới đưa mình phang phang. Vào cái ấy, ấy rằng ai đó, kẻ trần trong mẹ cả chúng sinh. Những câu này nó quyền nghĩa dữ lắm, mình chỉ đọc thôi, nhưng mình ngầm mình hiểu, chứ nếu giải thích rồi thì mình sẽ nghĩ lộn xộn lắm. Bởi vì đây là kinh văn của người ta tụng đọc. Vào cái ấy, ấy rằng ai đó, kẻ trần trong mẹ cả chúng sinh. Thế thì hỏi sức trong mình, ta cầm nắm hết mong bên khắp trần. Đặt ngọn cỏ trước trần mà bảo, cầm lấy đi như bảo nhào băng. Cỏ nguyên trở gót thân rằng, mãnh linh cái ấy mười phương chẳng lường. Nhờ đế thích chư thần mới bảo, chủ vạn toàn hải thấu mãnh linh. Đế liền đáp được phân minh. Săn vào cái ấy vụt nhanh biến liền. Cũng khinh thanh thượng thiên đế gặp, nàng uy ma thần nữ tuyết sơn. Quá muôn vạn tướng quy hoàng, hỏi nàng ai đó, không lường mãnh linh. Nàng bảo rằng đích danh hàng hữu, tháng vinh quang mỹ diệu chư thiên. Đế kia mới tỏ thâm quyền, nhận ra phạm thể vô biên tuyệt vời. Cũng bởi thế ba ngôi thần ấy, trên chư thần vì tới gần chăng, mà riêng đế thích thật gần. Đầu tiên biết được cái phần uyên nguyên hay là uyên nguy. Trăng ái hiển, thần thì chớp giật, hai như mi, chợt chớp sáng trưng. Ngã thì như thức, chợt bừng, mà ghi mãi mãi mấy chừng tâm tư. Cái câu này nó cảm xúc sâu xa lắm. Ngã thì như thức chợt bừng, mà ghi mãi mãi mấy chừng tâm tư. Chăng ấy là bao la lạc ấy, mà kiếp người phải lấy làm nơi. Chăng ấy là bao la lạc ấy, mà kiếp người phải lấy làm nơi. Ấy ai hiểu được thế thời, quần sanh vô số trong vời nương theo. Nếu một mình hiểu, một người nào hiểu thì có vô số người sẽ nhờ vả, sẽ nương theo. Cho nên những cái câu này hồi thầy đọc thầy cảm xúc nhiều khi rơi lệ, bởi vì thầy biết một cái gì đó, cảm giác một cái gì đó. Kêu nè: ngã thì như thức chợt bừng, mà ghi mãi mãi mấy chừng tâm tư. Chăng ấy là bao la là cái, mà kiếp người phải lấy làm nơi. Ái ai hiểu được thế thời, quần sanh vô số trong vời nương theo. Hỏi áo nghĩa đã nêu áo nghĩa, tự hằng chăng áo nghĩa vừa trao. Giác minh có bản cơ màu, lắng nghe giới hạnh khéo sâu lãng mà. Đầu khổ hạnh thứ là tự chủ. Nghĩa là mình phải khổ hạnh một chút. Nghĩa là đầu khổ hạnh thứ là tự chủ, lại phải lo thiện ở hành vi. Vệ đà là mọi phần chi, còn nơi trú sở khóc gì lẽ chăng. Phương tiện là cứu cánh. Vệ đà là mọi phần chi, còn nơi trú sở khóc gì lẽ chăng. Biết giác này thoát trần lụy khổ, trời vô biên cõi đó thiên thang. Đạt nền an trụ quy hoàng, bản thân nền đó viên toàn chẳng sai. Không sai đó. Đó là nguyên một cái bài kinh văn, nói nhiều bài ở trong một tập gọi là Áo Nghĩa Thư. Đó là nó chép riêng. Còn cái Upanisad thì rất nhiều. Đó, cái này gọi là Áo Nghĩa Thư Upanisad. Cái người mà họ làm cái này gọi là, nó gọi là Orobindo, Rishi Orobindo. Cho nên những người này thật sự có hồi nó cũng hay lắm. Thầy á tu hành nhưng mà thầy thái mái, kinh gì thầy cũng đọc. Có hồi được đọc kinh Âm, kinh Huỳnh Đình, kinh Tiên rồi. Đọc nhiều thứ đó. Nhưng mà mình biết cái nào nó cần thiết, cái nào mà nó sâu thẳm mình biết. Mình biết nó như vậy đó. Mình đọc nó có những cảm xúc rất là thanh tịnh, rất là sâu xa. Cũng như câu cuối cùng nữa: biết rõ giáp này thoát trần lụy khổ, trời vô biên cõi đó thiên thang. Đạt nền an trụ quy hoàng, bản chân này nhảy viên toàn chẳng sai. Chân ấy là vô biên là cái, mà kiếp người phải lấy làm nơi. Nếu ai hiểu được thế thời, trần gian vô số trong vời nương theo. Mình thấy những cái câu người ta tha thiết da diết, rất là sâu xa, sâu thẳm trong cái kiếp nhân hoàng nhân sinh của con người. Mấy khi mà mình hiểu được điều đó để mà mình thoát ly ra những cái vô minh quyền hoặc. Cho nên những người mà những tôn giáo khác thật sự họ ghê lắm. Họ cái trí tuệ nó không bằng Phật giáo, không bằng những cái đạo lớn, nhưng mà họ rất tha thiết họ tu. Mà cái này nó có trước Đức Phật rất lâu rồi. Nó có trước đạo Phật tới 10.000 năm, chứ không phải vài 3.000 năm. Cái đạo Brahman nó nói như vậy. Cho nên mình thấy nó cũng như bữa hôm cô ông quán cô coi về cái đạo lõa thể đó. Mấy đứa có nghe không? Ghê không? Người ta chấm dưới cái chân đó, người ta để trên đầu. Tụi con có nghe không? Nghe cái tôn giáo đó không? Không, con coi cái clip của người ta cúng dường những cái vị đó. Phải không? Họ có mặc đồ không? Dạ không. Họ không có mặc đồ. Dạ. Những người cúng dường thì có mặc đồ, còn có những người mà tu đó thì họ không mặc đồ vậy. Họ ăn cũng không có chính đáng, mà họ chỉ đổ trong này thì họ chỉ làm cái miệng thôi. Họ không có dùng một bất cứ cái gì. Cho nên thầy thấy cái đó cũng ghê gớm lắm ấy chứ. Cho nên gọi là ni kiền tử. Trong danh từ gọi là ni kiền tử, tức là lõa thể. Họ không có quần áo, không mặc đồ gì hết cả. Cũng như sau này ở rừng Amazon, người ta cũng khám phá ra rất nhiều. Nhưng mà không phải là tôn giáo, không phải là đạo, mà họ sống thiên nhiên, kỳ bí. Hàng ngàn người vậy, họ úa rồi đi, đông lắm. Không quần, không áo, không có gì hết cả. Sống. Mà họ cũng không có sợ nghe. Một chiếc Dakota, chiếc máy bay giống như đó, lượn rồi nó hạ xuống. Trẻ nít người lớn rồi chạy ra dòm, mà mình nhìn thấy họ không hoảng loạn. Đó mà. Rồi cái người ở trên bay xuống đó. Mà những người đó cũng đặc biệt lắm. họ đến đó, rồi họ ngồi chung mấy người đó này kia đó, cho nên đâu có gì đâu. Họ không cần che đậy, không cần bất cứ gì, không quần áo không gì cả. Rồi có chỗ họ nuôi mấy con thú cũng lạ lùng lắm, con khỉ con đồi này kia, mà nó không giống như con của mình, thế nó kỳ lắm. Người ta đưa nó ăn đồ này kia mà nó không có láo táo như mấy con này. Rồi có nhiều con nó, cái chỗ đó làm sao con thú nó lạ lắm, có những con nó rất kỳ cục. Tới nó ăn mà mấy cái thằng cũng như cái thằng con đó. Hồi xưa người ta kia là dân tộc hay là mọi gì đó, con đó, nó cho mấy đứa đó ăn, người ta sống thấy an lành lắm, thấy đời sống vậy đó. Rồi có cái chỗ đó mà họ ngồi, họ nghĩa là họ tự chữa bệnh và họ biết được tất cả, họ biết cái nền văn minh, họ chưa bao giờ đi, họ chưa bao giờ ra mà họ biết cái loài người mình ở ngoài sống như sao, sống vậy đó. Cho nên thầy mà nếu thầy không biết Phật giáo thì chắc thầy thích, thầy tìm vô chỗ đó thầy sống, thầy thích những cái hoang dã vậy đó. Vậy thầy thấy đời sống này nó mệt mỏi, nó có một cái gì ngu xuẩn, nó ghê, nó nhiều khi mình thấy mình phát sợ, mình nó ngón tận tủy. Cho nên mình thích sống như vậy, mình thích cô đơn mà mình thích không có gì hết cả. Trong lòng thầy hồi xưa nó cũng hay cảm xúc, cảm động những cái cuộc sống như vậy đó. Cho nên nó thích một mình, cho nên có thời thầy mới ở trong hoang được chứ. Rồi. Vậy chứ nay nó cũng chưa tới 2 tiếng đồng hồ. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoàn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành, nguyện đem công đức này hướng về cho tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.